làm như ta không dám giết ngươi hay sao? Sư muội, Tề Bích Tam lập tức ngăn cản Huệ Thanh Bình đang kích động. Ngô Công Lĩnh cũng nghiêm túc, quay người hắng giọng gầm thét một tiếng, truyền quân lệnh của ta, ngừng bước. Ông ta vừa ra lệnh, đội quân đang đi nhanh quả thật ngừng lại. Thê tử của ta, yêu cầu của ta rất quá đáng sao. Ta đã thấy rõ thái độ của bà, nếu bà thật sự muốn qua cầu rút ván, dù sao lão tử cũng từng chết một lần, chết sớm chết muộn không quan trọng, cũng chẳng có gì phải sợ. Cho các ngươi thời gian một nén nhang, tự các ngươi xử lý, nếu không được thì lão tử không đùa đâu, đại quân lập tức rút lui trở về, muốn chém giết muốn dốc thì tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ngô công lĩnh nói, đưa mắt nhìn đơn đông tinh rồi ôm mặt, sờ sờ cũng không đau, tê hết cả rồi. Đơn đông tinh liếc mắt nhìn mọi người rồi cũng đi theo. Mọi người im lặng, lần lượt nhìn về phía Huệ Thanh Bình, cũng không nên nói thêm gì, xong đều nhờ tề bích tang nháy mắt, ám chỉ khuyên nhủ. Sư muội, tề bích tang nắm lấy tay Huệ Thanh Bình. Huệ Thanh Bình hất ra, phẫn nộ nói, ta đã thành ra như vậy, còn muốn ta như thế nào? Hắn là một người vô sỉ vô lại, ta bẽ mặt còn chưa đủ sao? Ôi, tề bích tăng thở dài, cũng đâu ai ngờ được như vậy, nhưng chuyện đã thế rồi thì phải làm sao đây? Ta biết muội uất ức, nhưng muội hãy ngẫm lại xem lúc trước vì sao muội đồng ý, muội không vì bản thân mình, cũng phải vì những đệ tử kia mà ngẫm lại. Cả đám chúng nó đều do muội trông coi từ nhỏ tới lớn, chẳng khác nào con gái ruột thịt, Muội nhất thời xúc động đã đánh mất quyền làm trưởng lão, khiến chúng nó rơi vào tình cảnh khó xử, bây giờ muội lại làm hư việc, muội có nghĩ tới chúng nó không? Chỉ khi muội tiếp tục đứng vững thì mới có thể trở thành chỗ dựa vững chắc của chúng nó. Nếu trước kia đã làm ra quyết định thế này, thành ra như vậy, sao phải khiến mình uất ức không công chứ? Nghe lời sư tỷ đi, tuy con này đi không hẳn là tốt nhưng chưa chắc không có đường ra, ta không tin muội không hàng phục được kẻ phàm phu tục tử như hắn. Ở trên không có thể nhìn rõ lưu vực bên dưới. Tô Chiếu cùng ngồi trên phi cầm cúi xuống nhìn, có thể xác định bên dưới là sông Đông vực, cũng có thể xác định người đã cưỡng ép đưa nàng về nước Yên. Trận chiến Tống Yên kết thúc rồi à? Nàng quay sang hỏi Viên Cương bên cạnh, hắn ta nhìn nàng chăm chú, nàng quan tâm tới trận chiến này nhỉ? Chẳng lẽ chàng không quan tâm sao? Thắng bại thế nào? Viên Cương nhìn thẳng, không trả lời. Tô Chiếu cắn môi, nàng hiểu ý hắn ta, không nói ra thân phận của mình, nàng đừng mong hỏi ra được cái gì nhưng nàng cũng có nỗi lo của mình, dù cực kỳ lo đến tình hình chiến sự nhưng vẫn không dám để lộ thân phận. Nhân mã quân tống rút lui thoáng cái đã vượt qua sông Đông Vực, toàn diện rút sâu vào trong. Hai nước tống yên đàm phán kết minh, không cần giữ lại nhân mã phòng thủ sông Đông Vực, trước tình cảnh cạn lương, khu vực liên quan đều bị mông sơn minh dọn sạch, quân tống cũng không còn sức thủ nổi nữa. Mà đây chính là điều nước yên cần, đánh tới lúc đối phương chịu thỏa hiệp kết minh, nước yên cũng không cần tiêu hao quá nhiều binh sĩ tài nguyên nơi này nữa. Mà chiến lược chiến thuật của Mông Sơn Minh cực kỳ cao minh, từ đầu tới cuối vẫn giữ lại một đường lui phòng ngừa vạn nhất. Sử Tân Mậu dừng ở hậu phương còn chưa rút lui, chẳng những có thể củng cố hiệu quả, còn có thể ứng biến bất kỳ lúc nào, cũng có thể nói là ở lại phòng thủ sông Đông vực. Từ nay không còn mối lo nữa, Mông Sơn Minh có thể yên tâm xuất lĩnh đại bộ phận nhân mà ứng phó với nguy cơ có thể xảy ra ở các nơi khác. Hiện giờ quan trọng nhất là chờ lương thảo chi viện của nước vệ. Chương 1074, tất cả đều tỏa sáng sau khi vượt sông, Mông Sơn Minh thuận lợi hội hợp với Thương Chiêu Tông. Đương nhiên, cảnh hai người gặp nhau cực kỳ cảm động, nhân mã Đông Trinh quay lại gieo hò như núi động biển gầm. Với bọn họ, nước tống bị họ uy hiếp phải bỏ đi chính là thắng lợi. Hai người vừa dốc hết tâm huyết cứu vãn đại yên nhưng ngả nói chuyện thật lâu, như hữu đạo vẫn không thấy đâu. Quân tống rút lui qua sông Đông vực lại là một tình cảnh khác. Sĩ khí chẳng còn, thực sự là ăn cũng không đủ no. Khó khăn chắc trở liên tục, nhiều lần tiêu hao lương thực chẳng còn bao nhiêu cơm khô nấu thành cháo ngày ba bữa cháo rút xuống còn hai bữa có thể sau này còn phải dừng lại chỉ duy trì không chết đói là được cả ngày đại quân chịu đói hữu khí vô lực tốc độ hành quân cực kỳ chậm chạp được biết ngô công lĩnh vượt sông mà đến khiến cho la chiếu cảnh giác cao độ vội vàng gọi người đến hỏi xác định ngô công lĩnh kia không có vấn đề gì chứ phan du lảo đảo trên lưng ngựa nói sẽ không có vấn đề gì đâu triều đình truyền tin tới Mông Sơn Minh cho chúng ta rút lui toàn bộ là vì hy vọng Ngô Công Lĩnh sẽ hạ sát thủ với chúng ta. Lão ta lại không biết Ngô Công Lĩnh đã bị triều đình ta âm thầm thu mua từ lâu. Tô Nguyên Bạch gật đầu, cái giá cực lớn, là địa bàn Hai Châu. La Chiếu cười lạnh, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, tên tặc này dã tâm bừng bừng, không ngại sát hại huynh trưởng, giữ lại sớm muộn cũng thành hậu hoạn. Văn Du thở dài, đại đô đốc, triều đình cũng bất đắc dĩ mới thỏa hiệp như vậy. Tình hình trước mắt chỉ có thể làm yên lòng y, sau này thong thả thu thập ý cũng không muộn. Mấy phe thế lực, Kim Tước có ý đồ lợi dụng Ngô Công Lĩnh quấy rối nước Tống, đánh vỡ cán cân cân bằng trong kết minh Tống Yên, phá vỡ một bên suy yếu, tạo điều kiện cho nước Hàn có thể bỏ cái giá thấp nhất nuốt được nước Tống, nhưng lại bị Ngô Công Lĩnh bán đi. Mông Sơn Minh biết được ý đồ của Kim Tước, để ổn định Kim Tước, phòng ngừa y làm loạn nước Yên. Dù sao tình hình hiện giờ của nước Yên rất nguy hiểm, còn một nước triệu đang nhìn chằm chằm kia. Để giảm bớt áp lực, ông ta tiếp tục hỏa thủy đông dẫn, thuận nước đẩy thuyền, lợi dụng ngô công lĩnh ra tay với nhân mã la chiếu. Nhưng lại bị ngô công linh bán, nước tống biết được ý đồ của mông sơn minh, nhưng lúc này lại đang giật gấu vá vai, chỉ có thể cực lực đem lợi ra trần an ngô công lĩnh, dứt khoát bỏ ra hai châu cho y. Ý đồ của kim tước bị ngô công lĩnh bán cho mông sơn minh. Ý đồ của mông sơn minh lại bị ngô công lĩnh bán cho nước tống. Chân đạp ba thuyền, bán nhà này cho nhà kia, từ đầu đến cuối vẫn giấu nhà khác, xảo trá vậy cũng là vì bất đắc dĩ. Ngô Công Lính cũng chỉ đang tự vệ trong tình cảnh gian nan này. Trước hết, phải ổn định ba bên, đảm bảo an toàn cho mình, sau đó mới xem tình hình mà lựa chọn. Nhưng lúc này La Chiếu nhìn nhân mã yếu ớt xung quanh không thể tiến lên, trong lòng vẫn bất an. Ba vị trưởng lão, xin nhanh chóng phái nhân thủ tới bên Ngô Công Lính xác nhận xem có phải không có gì đáng lo không. Nếu Ngô Công Lính có biến, ta sẽ không chịu nổi một đòn đâu, hậu quả sẽ khó mà lường được. Mặt khác, vẫn không thể lơ là giám sát người của sử tân mậu. Y lo lắng như vậy không phải không có đạo lý. Trước mắt, người có thể uy hiếp được y chính là Ngô Công Linh và sử tân mậu. Mấy người Tô Nguyên Bạch lập tức phái người đi chấp hành. Nhưng tin tức truyền lại sau đó lại khiến người ta bất an. Chính xác hơn là không có tin truyền lại. Người được phái tới chỗ Ngô Công Lĩnh thăm dò không có tin gì, như ném đá xuống biển. Hai lần phái đi đều như vậy. Mà theo như thám tử quan sát thì nhân mã của Ngô Công Lĩnh đang gấp rút hành quân tới. Triều đình nước Tống biết được tin vẫn còn kinh nghi bất định. La Chiếu Thân ở tiền tuyến, có cảm giác nhạy bén, ý thức được nguy cơ đã quyết định thật nhanh, quả quyết truyền lệnh cho quan vận lương chia nhỏ lương thảo của nước Tống phân tán. Đồng thời, y cũng chia hơn 200 vạn nhân mã thành từng tốp nhỏ lui lại, cứ 1.000 người làm một tổ, phân phó kết nối với hướng vận chuyển lương thảo. Mục đích chủ yếu là, một khi gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, y vẫn muốn cố gắng giữ được thực lực tối đa cho nước tống. Nhân mã tập trung, dễ bị người ta giết sạch, phân tán lương thảo, phân tán nhân mã, đương nhiên sẽ tăng thêm khoảng cách giữa hai đầu mút của hai bên, kéo dài thời gian nhân mã và lương thảo gặp nhau. Trong khốn cảnh thế này, La Chiếu không thể lo được liệu còn bao nhiêu người có thể còn sống mà nhìn thấy lương thảo. Chỉ ít, nhân mã phân tán đi cũng có thể ăn cỏ, ăn vỏ cây, ăn tất cả những gì có thể tìm được. Hơn 200 vạn người tập trung thành một khối, cân bằng cung cầu vỏ cây cỏ dại cũng bị đánh vỡ có nơi nào có nhiều cỏ cây như thế la chiếu rất khó khăn mới đưa ra được quyết định này nhưng cũng chẳng có cách nào khác mà với ngô công lính, hiện giờ giải quyết được nước hàn lại qua được uy hiếp lớn nhất là mông sơn minh coi như có thể thở dốc đánh vòng vòng thế này mãi y cũng không chịu nổi nữa nhất định phải đưa ra lựa chọn rốt cuộc y xé toang mặt nạ hiền lành lộ ra răng nanh ra tay với quả hồng mềm tấn công truy sát nhân mã của la chiếu đại quân của la chiếu chia làm các tốp nhỏ thực sự đã tạo thành phiền toái cực lớn cho nhân mã của ngô công lĩnh dù sao binh lực của y cũng có hạn nhưng ngô công lĩnh cũng đâu có ăn chay sau khi phái người theo dõi động tính lương thảo phân tán bèn chia binh cướp lương đồng thời chia binh truy sát nhân mã đã phân tán của la chiếu đây cũng là động tác giả để yểm hộ cho hành động cướp lương của mình nhân mã hai phe phân tán với quy mô lớn rất khó trinh sát được ý đồ cụ thể ngô công lĩnh vẫn khá có kinh nghiệm tác chiến ngô công lĩnh không đùa y đang hoàn toàn cố gắng kim tước bên nước hàn thấy vậy rất vừa lòng cho rằng trước đó đúng là mình đã hiểu lầm y mông sơn mình cũng thấy rõ điều này nằm trong dự liệu của ông ta tính mạng của ngô công lĩnh đang nằm trong tay ba phái lớn nước hàn ông ta biết ngô công lĩnh không thể từ chối còn thêm cả uy hiếp của mình nữa vì sao ông ta lại thả cho toàn bộ nhân mã của la chiếu quay về là ông ta ứng biến lúc đó đầu tiên là duy trì thế cục kết minh có thể ổn định nước tống thì phải ổn định, đồng thời, ổn định chiến lược của kim tướng, phòng ngừa kim tước đổi hướng tấn công sang nước yên, cũng là cho ngô công lĩnh cơ hội tạo phiền phức. Nếu ông ta giữ nguyên kế hoạch ban đầu, tiêu diệt hơn một nửa nhân mã của La Chiếu, ngô công lĩnh thu dọn một nửa còn lại quá dễ dàng. Bây giờ, vẫn còn hơn 200 vạn nhân mã, dù có suy yếu, nhưng ngô công lĩnh cũng không thể tiêu diệt sạch sẽ toàn bộ. Ông ta muốn tiêu giảm thực lực của nước tống. Lại muốn giữ lại một phần thực lực cho nước tống quần nhau với địch, cũng muốn để lại ngô công lĩnh ở lại nước tống phối hợp với nước hàn mục đích là để nước hàn kiên định với quyết tâm đánh tống hơn tiến hành kế sách hỏa thủy đông dẫn đến hết mức cái gọi là liên thủ kết minh với nước tống để đối kháng lại nước hàn chẳng qua là trò ngụy trang để ổn định các phương nhưng cũng là chiến lược lớn mà mông sơn minh nhất định phải chấp hành nếu không đối thủ đem binh quyền ra nói quyền đàm phán sẽ không rơi vào tay triều đình nước yên nhưng điều kiện tiên quyết cho chiến lược kết minh kháng hàn này là nước yên phải an toàn nước Hàn vẫn luôn cho trọng binh tiếp cận bắc bộ nước Yên, lại có nước Triệu cứ nhìn chằm chằm, cục diện quá nguy hiểm. Trước hết ông ta phải giải quyết vấn đề uy hiếp của trọng binh nước Hàn. Muốn điều nhân mã nước Hàn đi, chỉ có thể đẩy nước Tống ra làm mồi dụ. Đây không phải lần đầu tiên Mông Sơn Minh giao thủ với Kim Tước, ông ta hiểu rõ cách làm việc của Kim Tước. Người này cầu ổn, nếu không thể kiềm chế nước Triệu, Kim Tước sẽ không dễ dàng ra tay. Trường 1075, Kim Châu Nguy cấp 1 Mông Sơn Minh có thể đoán được nhất định nước Hàn đã bí mật cấu kết với nước Triệu. Nước Triệu xuất binh với nước Yên đã là lửa xém lông mày. Ông ta chỉ có thể cài ngô công lĩnh vào trong nước Tống, lừa người Minh Hữu này ra để hóa giải uy hiếp cho phía bắc nước Yên, tập trung lực lượng đối phó với nước Triệu. Ông ta sẽ không mặc kệ an nguy của Minh Hiếu, cũng không thể để cho nước Hàn thoải mái phát triển, nhưng lúc này chỉ có thể để cho nước Tống chịu thiệt trước để kìm chân nước Hàn. Ông ta nhất định phải tranh thủ nắm lấy quyền chủ động về chiến lược cho nước Yên, không thể rơi vào cục diện ứng phó bị động. Nếu thực sự không được, vậy chỉ có thể để nước Hàn chiếm nước Tống. chí ít là để cho nước Yên tranh thủ chút thời gian cho nước Yên thở dốc, sau đó mới đối phó với uy hiếp của nước Hàn. Hành động của Ngô Công Lĩnh đã chọc giận nước Tống, bị nước Tống giận dữ mắng mỏ bội bạc. Nhưng Ngô Công Lĩnh chẳng quan tâm, người mắng cứ mắng, ta làm cứ làm, được thế lực tu hành của nước Hàn ủng hộ, y không sợ. Nước Tống có bắt được y cũng không làm gì được, nước Tống đập nồi, Kim Tước cũng nổi giận. Trước đó, quả nhiên y đã đoán chúng, đứa cháu trai này vậy mà dám lừa mình cấu kết với mông Sơn Minh, mà còn dám đồng thời cấu kết với nước Tống. Hai chân mà dám nghĩ dẫm ba thuyền, dẫm nổi sao. Ngô Công Lĩnh không cần giải thích gì, lý do rất đơn giản thôi. Các ngươi đều lợi dụng ta, còn không cho ta tự vệ sao. Thấy ta diễn tốt không, thế cục đã đến nước này, tất cả âm mưu đều thành dương mưu, tất cả đều như nước chảy thành sông, chỉ có thể thuận thế mà làm, Kim Tước cũng chỉ có thể nhịn Ngô Công Lĩnh. Mông Sơn Minh không để ý đến việc Ngô Công Lĩnh bán mình. Hiện giờ ông ta cũng không làm được gì Ngô Công Lĩnh. Tóm lại, Kim Tước đã đạt được mục đích, Mông Sơn Minh cũng đã đạt được mục đích. Ngô Công Lĩnh cũng lấy được quyền lên tiếng ở một số vấn đề mấu chốt. Từ đầu tới cuối, Kim Tước vẫn đứng vững áp lực, nước Hàn vẫn chắc chắn, tiến có thể không, lui có thể thủ, ổn định vị thế bất bại. Mông Sơn Minh đã nghịch thế lật bàn ngăn cơn sóng giữ cho nước yên, tạm thời ổn định trận cước. Ngô Công Lĩnh, ban đầu là thuận thế, sau lại lâm vào tuyệt cảnh, về sau mới thoát khỏi nguy cơ. Các thế lực lớn giao phong, thế lực nhỏ chỉ có oanh, các nhân vật lớn nhỏ đều tỏa sáng, người hiểu chuyện chỉ nhìn mà thở dài. Có điều, có bên thắng tất phải có bên thua, nước tống chính là bên thua đó, nhưng thực sự thua là bách tính phía sau các nước giao chiến. Binh giả là đại sứ quốc gia, nơi sống chết, cửa tồn vong, không thể không giết vì mắc phải sai lầm về chiến lược mà nước tống thu hoạch được quả đắng khó mà nuốt xuống. Khi Mông Sơn Minh đang mòn mỏi chờ lương thảo trợ giúp của nước vệ, bên nước triệu có động tĩnh lạ, nhân mã bắt đầu tập kết. Với nước yên, lại một trận mưa gió nữa nổi lên. Là nơi đầu tiên cảm nhận được nguy hiểm, Kim Châu ở nước triệu liên tiếp gửi tin cầu viện, cầu thương chiêu tông lập tức hồi binh chi viện. Nhiều hữu đạo cắt đứt gần hết liên hệ với bên ngoài, vạn động thiên phủ không thể liên hệ với hắn, chỉ đành qua thương chiêu tông, nhắn chiến sự ở nước tống đã hoàn tất thỉnh cầu hắn nể mặt minh hữu mà mau chóng qua nam châu nhưng nơi này cách nam châu rất xa không phải nói đến là đến ngay được phát hiện ra điều không ổn nước vệ và nước tề lập tức khẩn cấp tạo áp lực với nước triệu cảnh cáo nước triệu không nên làm bừa đúng lúc này bắc bộ nước yên xuất hiện kịch biến đột nhiên nước hàn phát động tấn công kịch liệt nhằm vào nước yên không sai là nhằm vào nước yên chứ không phải nước tống thương triều tông đã dự tính chuẩn bị trước một khi chiến tranh xảy ra thiệu đăng vân sẽ lập tức được bổ nhiệm làm đại tướng quân bắc trinh toàn diện thống ngự nhân mã bắc châu phối hợp cùng nhân mã triều đình ở bắc châu tác chiến với nước hàn triều đình nước yên rất không vừa lòng vẫn chỉ là lo lắng thiệu đăng vân sẽ đưa binh mã triều đình đi chịu chết nhưng quyết định của thương chiêu tông lại được ba phái lớn toàn lực ủng hộ có một số việc ba phái lớn nước yên sẽ thỏa hiệp với triều đình có một số thì không ví như để triều đình phái ra người không đáng tin để chỉ huy tác chiến nhân mã của thương chiêu tông đã dùng thực lực để chứng minh bản thân được ba phái lớn ủng hộ thương kiến hùng nổi giận lôi đình ba phái lớn ủng hộ thương triều tông như vậy khiến cho lão sợ hãi nhưng điều khiến cho lão vui mừng giải lo là nước tống đưa mỹ nhân tới mới đầu lão chỉ nghĩ đưa nàng ta vào hậu cung rồi giết để trả nỗi sỉ nhục phải giết hậu cung chuyển sỉ nhục sang cho tống hoàng ai ngờ mỹ nhân tới tay lại là giai nhân nghiêng nước nghiêng thành có được nàng thương kiến hùng thầm khen mình may mắn thậm chí còn ẩn ẩn cảm thấy, giết những người trong hậu cung kia mà đổi được nàng cũng không thiệt. Dù thế cục trước mắt như vậy nhưng lão vẫn không nhịn được mà liên tục sủng hạnh. Cuối cùng, ngay cả đồng mạch cũng không nhịn được mà phải khéo léo khuyên bảo, phải lấy quốc sự làm trọng, nhắc lão cần thay đây là mỹ nhân kế của nước Tống. Mà Thiệu Đăng Vân cũng không hổ là lão tướng kinh nghiệm xa trường, không phụ sự môn đợi của mọi người, áp chế được ngay phong mang tiến công của quân Hàn. Dù nước Hàn không toàn lực tấn công, nhưng thế công liên tiếp gặp khó. Kim Tước giật mình, coi trọng Thiệu đang Vân thêm mấy lần, nghĩ may mà đã có chiến lược trước, nếu thực sự tấn công nước Yên sẽ phải bỏ ra cái giá lớn. Đây là đánh nghi binh, mục đích của Kim Tước rất đơn giản, đánh nước Yên, hấp dẫn chủ lực nước Yên, để cho nước Triệu thấy có cơ hội chiếm tiện nghi, cho nước Triệu an tâm, thúc đẩy nước Triệu xuất binh. Một khi nước Triệu xuất binh, bị cuốn vào, Kim Tước sẽ thu thế công, chuyển sang nước Tống. Mông Sơn Minh ngồi trước địa đồ, phân tích ý đồ thế công của nước Hàn với bọn Thương Chiêu Tông. Cung Lâm sách đứng ngoài quan sát cẩn thận lắng tai nghe ngẫm lại thế cục nước yên sau chiến sự bắt đầu loạn, mặc kệ thắng thua dù là Mông Sơn Minh Kim Tước La Chiếu hay Ngô Công Lĩnh hay đám Trương Hổ các đại nhân vật liên tục tới lui giao phong, xem khả năng nhạy cảm về thế cục chiến trận dự đoán nguy hiểm điều hòa sĩ khí quân tâm, còn có khả năng ứng biến khản cấp của họ nghĩ lại nếu là mình ông ta chỉ có thể thở dài, lão vốn còn thường người ta tới khi tự lên chiến trận tự mình cảm nhận khoảng cách y mới cảm nhận được cái gì gọi là nghề nào cũng có chuyên gia. Chiến tranh, tuyệt không đơn giản chỉ là nhận tin thắng thua cuối cùng như trước kia ông ta vẫn thấy, điều khiển thiên quân vạn mã, lúc nào tiến, nơi nào lùi, lớn như chặt khô bỏ hỏng, nhỏ như thấy hở thêm kim. Càng kinh khủng hơn chính là trèo chống tiếp tế hậu cần, đây tuyệt đối là việc người ngạo hoa không thể tưởng tượng được, thậm chí còn hao tổn tinh thần hơn cả giao chiến trực tiếp. Tận mắt nhìn thấy, tự thân cảm thụ rồi mới hiểu được, một trận chiến, thao tác tổng hợp tuyệt đối cực kỳ tinh tế thực sự là một môn nghệ thuật sao ra tu luyện theo công pháp tinh diệu còn đơn giản hơn ai có thể tin nổi mấy lão già thô tục này lại làm tốt chứ tu luyện chỉ cần có căn cơ tốt là có thể luyện không cần quá nhiều đầu óc tu vi đi lên là có thể chen vào các môn phái mà những người có kinh nghiệm thực chiến chỉ huy chiến tranh lại là những người được giữ lại sau vô số lần đào thải của tử vong cung lâm sách cảm khái thật sâu Ông ta nhớ lại những bộ hạ cũ của Ninh Vương đã bị triều đình giết chết kia mà thấy tiếc tiếc. Những tổn thất này, đâu phải chỉ cần thời gian và tài nguyên là có thể bù đắp. Đều cần phải trải qua rèn luyện, thực chiến máu lửa, qua nhiều lần đào thải mới có thể xác nhận có đạt tiêu chuẩn không. Với phán đoán ban đầu về ý đồ của Kim Tước, bên này chuyển đạt cho Thiệu Đăng Vân phụ trách chiến sự phương Bắc. Trường 1076, Kim Châu Nguy cấp 2. Thiệu Đăng Vân là do một tay mông sơn minh kéo ra, ông ta hiểu rất rõ khả năng tác chiến của thiệu đăng vân ông ta cũng từng giao thủ với kim tước nên cũng biết với quy mô chiến sự có lẽ thiệu đăng vân không phải là đối thủ của kim tước nhưng với quy mô chiến tranh mông sơn minh không cho rằng thiệu đăng vân đã kinh doanh nhiều năm ở phương bắc lại kém kim tước về kiến thức phong thổ nơi này mà sau khi biết được ý đồ chiến lược của kim tước biết nước hàn rất không có khả năng phát động chiến tranh toàn diện với nước yên thiệu đăng vân cũng có được lực lượng đối ứng Thiệu Đăng Vân cũng hiểu rõ ý đồ của mông Sơn Minh, dù nước Hàn chỉ đánh nghi binh, nhưng bên này vẫn phải bày ra khí thế. Chỉ có để cho nước Hàn biết được cái giá đắt nếu tấn công nước Yên mới có thể ép cho nước Hàn càng kiên định với chiến tranh tại nước Tống. Lần này, Thiệu Đăng Vân buông tay buông chân thoải mái giao thủ với nước Hàn, thậm chí còn đích thân tới tiền tuyến giao phong trực diện với Kim Tước. Lão cũng từ trong núi thây biển máu giết ra, đầy kinh nghiệm xa trường. Kim Tước sao, chưa chắc lão đã thèm nhìn đến, lão không sợ. Thiệu Đăng Vân bày ra tư thế chỉ cần người nước Hàn dám tấn công, ta liền thả người ra. Người đánh nước Yến, ta cũng đánh nước Hàn. Chân Trần chẳng sợ hỏng dày, xem ai sợ ai. Chiến lược có vài phần giống với mông Sơn Minh, kim tước tương đối kiêng kỵ. Thế công của nước Hàn bị Thiệu Đăng Vân ép cho dần dần phải chuyển sang thế thủ. Hai người giao phong trực diện, Thiệu Đăng Vân không hề rơi xuống hạ phong, khiến cho kim tước trong đại quân cảm khái vô hạn. Nhìn khắp nước Yên, các lão tướng còn sót lại của Ninh Vương Thương Kiến Bá vẫn là trụ cột vững vàng. Những người này chưa chết, nước yên có yếu ớt cũng là khúc xương cứng khó gặm. Kim thước bầy mưu nghĩ kế lại đụng phải gốc giả cứng, lệnh tôn của thiệu đại tướng quân thực là hổ tướng. Thái Thúc Hùng cùng chư tướng nước Tống đứng trước địa đồ nghiên cứu chiến sự nước khác cảm khái không thôi. Chợt lão quay sang nhìn thiệu bình ba bên cạnh, cười tủm tìm nói, nếu có thể đón lệnh tôn đến, cô vương tất sẽ không bạc đái lệnh tôn. Người thử nghĩ vài biện pháp xem, cần gì cứ việc nói với cô Vương. Chư tướng nghe vậy đều nhìn sang Thiệu Bình Ba, sắc mặt khác nhau, trong lòng đều không thoải mái. Văn không có đệ nhất, võ không có đệ nhị, sẽ chẳng ai cảm thấy mình không bằng Thiệu Đăng Vân. Thiệu Bình Ba cũng khó xử, không phải y không muốn đón Thiệu Đăng Vân đến, Thái Thúc Hùng đã nói vậy, y cũng rất muốn làm cho được việc. Chỉ cần phụ thân nắm được binh quyền nhất định ở nước Tấn, sẽ là một trợ lực cực lớn cho mình, có thể nhanh chóng hóa giải phần nào khốn cảnh trước mắt của y nhưng thiệu đăng vân lại không chịu đến thiệu đăng vân còn chưa tới tuyệt cảnh trong tay vẫn còn thế lực còn có quyền chỉ cần thiệu đăng vân không đồng ý y cũng rất khó kéo được người về nhất là khi bên cạnh thiệu đăng vân còn có rất nhiều tu sĩ bảo hộ hành động của thiệu đăng vân cũng khiến cho y rất đau khổ biết rõ y và nghiêu hữu đạo đã náo thành ra dạng này lại còn quay đầu đứng sang bên nghiêu hữu đạo chẳng lẽ hai chữ cha con còn không bằng hai chữ trung nghĩa sao nước hàn phát động tấn công nước yên Minh Hữu thầm kết minh là nước triệu cũng triệu tập nhân mã, phát động tấn công nước yên. Nhưng không phải trực tiếp tiến đánh nước yên, mà là tiến đánh Kim Châu trong nước triệu. Nước triệu cũng không phải kẻ ăn chay, cũng để lại một tay. Thực ra nước triệu rất hận Kim Tước, cũng vì Kim Tước chậm chạp án binh bất động, khiến cho mưu đồ nước triệu đã bày ra sẵn thành ra vô ích, bây giờ lại muốn lợi dụng nước triệu, khiến cho nước triệu chỉ có thể xuống tay với nước yên. Nhưng tổng thể mà nói, cơ hội vẫn là khó được, nước yên bị dày vò đi dày vò lại, vô cùng suy yếu nước hàn lại có ràng buộc hai nước tề vệ bị nước tấn kiềm chế không dám làm gì nước triệu với nước triệu nước yên như cục thịt béo nuốt không được không nuốt lại tiếc nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được cơn thèm thực sự là nếu lần này không động để cho các nơi thở được một hơi sau này sẽ rất khó tìm được cơ hội tốt như thế thực ra đâu chỉ có nước triệu hận kim tước nước tống và nước yên có ai là không hận mưu đồ của nước tấn cũng là vì kim tước mà tan vỡ cũng chỉ vụng trộm nghiến răng, không thể làm được gì. Vừa động thủ với Kim Châu, phản ứng của thế lực khắp nơi không giống nhau. Nước Hàn chất vấn, nước Triệu chỉ nói, mọi người đều biết quan hệ của Kim Châu và Nam Châu, muốn tấn công nước Yên tất yếu nhất là phải giải quyết cái hậu hoạn Kim Châu. Lý do này hợp tình hợp lý, khiến cho nước Hàn không thể nói gì, chỉ có thể tiếp tục hao tổn cùng Bắc Châu của nước Yên, Kim Tước chẳng thể làm gì. Người có được lợi ích rồi, nếu nuốt lời, đừng trách chúng ta không khách khí. Với cảnh cáo của nước Tề và nước Vệ, nước Triệu còn nói, không phải ta đang tấn công nước Yên, chỉ là đang thống nhất nội bộ thôi. Nước Triệu thống nhất nội bộ, tuyệt đối không chấp nhận áp lực của thế lực bên ngoài, cũng khiến hai nước Tề vệ nghẹn ở cổ không nói được gì. Nước Tống cũng cảnh cáo nước Triệu, đành lấy ngựa chết làm ngựa sống, gửi hy vọng ở nước Yên hỗ trợ ngăn trở nước Hàn, nhưng bản thân nước Tống đã khó bảo đảm, làm sao nước Triệu lại lý đến. Còn cảnh cáo của nước Yên, nước Triệu có để ý không? Nước Triệu phải lo ổn định các phe phái, nhưng vẫn tiến thối tự nhiên theo cục diện, dù là tấn công nước Yên hay không, cứ thừa cơ cướp lấy Kim Châu luôn không sai, Trư Quốc chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, không ai có thể làm gì họ. Đối mặt với thế công của nước Triệu không cần kiêng nể gì, cũng không cần lo lắng sau này, Kim Châu không thể ngăn được, cầu cứu ba phái lớn của nước Triệu cũng vô dụng, quan hệ tích xúc lâu dài cũng chỉ để cho chó ăn. Trước kia ba phái lớn của nước Triệu còn làm chỗ dựa cho Kim Châu, có thể còn nói gì đó kiểu như không nên nội loạn vân vân nhưng thế cục hiện giờ đã khác rất có thể ba phái lớn của nước triệu đang muốn ăn một miếng thịt mỡ khác làm sao quản sống chết của kim châu với thế công của nhân mã triều đình do đại đô đốc nước triệu phiền tú thống lĩnh kim châu sao tránh được bại khóc không ra nước mắt may sao kim châu đã chuẩn bị trước về tâm lý và thực chất nam châu đã dự thiết đường lui cho họ vừa có manh mối chiến sự phần lớn vật tư ở kim châu đã bắt đầu rút lui về nam châu nam châu chưa được triều đình nước yên cho phép đã mở rộng biên cảnh nước yên thả cho thế lực kim châu phát triển không gì ngăn cản nhân mã kim châu vừa đánh vừa lui cuối cùng toàn diện rút lui tiến vào cảnh nội nam châu cơ nghiệp nhiều năm của vạn động thiên phủ cuối cùng đã rơi vào trong tay triều đình nước triệu mà nhân mã nước triệu cũng thúc đẩy đến biên cảnh nam châu cũng là biên cảnh nước yên hiện trong triều đình nước triệu đang tranh cãi ẩm ý xem có đánh vào cảnh nội nước yên cuốn vào chiến sự lớn hơn không nhất thời vẫn còn khá do dự nhân mã nước triệu tiếp cận lom lom nhìn vào lòng người cả Nam Châu đều bàng hoàng. Dù nước Triệu chưa phát động tấn công, Nam Châu đã chuẩn bị chiến đấu, bắt đầu đưa bách tính Nam Châu rút lui về Định Châu, tránh cho họ khỏi gặp nạn nếu nhớ chiến sự xảy ra. rất nhiều bách tính vất vả lắm mới sống yên được ở Nam Châu, không muốn bỏ lại nhà cửa cơ nghiệp, không nỡ đi, có đi cũng là dìu già dắt trẻ, lòng đầy bi thương. mấy năm nay Nam Châu vất vả xây dựng cục diện thật tốt và trật tự ổn định, trước mắt đã bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. khi đại quân tạm nghỉ một con phi cầm cỡ lớn từ xa hạ xuống. Trưởng môn Hoàng Liệt quay về Nam Châu xem xét tình hình Đại Thiện Sơn. Lão âm trầm sông thẳng vào trong trướng Trung Quân, mông Sơn Minh đang bàn giao công việc với Thương Chiêu Tông. Trường 1077, nguy hiểm cho Nam Châu. Thương Chiêu Tông muốn xuất lĩnh nhân mã kỵ binh Nam Châu khẩn cấp chạy về Nam Châu. Nam Châu không có đại tướng chủ trì cục diện, y và mông Sơn Minh nhất định phải có một người trở về, cuối cùng vẫn quyết định để Thương Chiêu Tông quay về. Nguyên nhân quan trọng nhất là Mông Sơn Minh khống chế chư hầu các phương tương đối tốt. Thứ hai là, một khi Mông Sơn Minh đi Nam Châu, Thương Chiêu Tông ở lại rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Có thể Triều Đình sẽ hạ độc thủ với y lần thứ hai. Đã liên hệ trước với Nghiêu Hiếu Đạo, nhân mã Nam Châu vừa rời đi, hắn lập tức phái phi cầm cỡ lớn tới tiếp ứng, trước hết đưa Thương Chiêu Tông trở về Nam Châu tỏa trấn chỉ huy công việc ứng chiến, kỵ binh nhân mã sẽ tiếp tục hành quân theo sau. Thấy Hoàng Liệt đi vào, mông sơn minh nói hoàng trưởng môn tới thật đúng lúc vương gia đang muốn quay về nam châu làm phiền đại thiện sơn hộ tống sắc mặt hoàng liệt tối đen hỏi lại vì sao lại cho nhân mã kim châu tiến vào nam châu chuyện lớn như vậy sao trước đó không thương nghị với đại thiện sơn mông sơn minh và thương chiêu tông nhìn nhau hỏi có gì không ổn sao các ngươi đừng có nói với ta là không biết tình huống hiện tại của nam châu chẳng lẽ các ngươi không biết chỉ có không cho kim châu đường lui nhân mã kim châu mới có thể liều chết chống cự với nhân mã nước triệu sao giờ thì tốt rồi kim châu chưa trở thành lực lượng chặn đánh tuyến đầu của ta mà còn trốn ngược lại nam châu ta nam châu ta lại thành che chở cho kim châu che chở sao chúng ta đã cho nước triệu một cái cớ tuyệt hảo để tấn công nam châu bây giờ bên nước triệu đang kêu gào lệnh cưỡng chế nam châu lập tức thả nhân mã kim châu ra nếu không sẽ tương đương đối kháng với cả nước triệu kia kìa chẳng lẽ các ngươi không nghĩ tới hậu quả này sao Thương Chiêu Tông nói, Hoàng trưởng môn, dù sao Kim Châu cũng là minh hữu của Nam Châu, tương giao nhiều năm, gắn bó như môi với răng, không phải quan hệ lợi dụng nhất thời, há có thể không màng tín nghĩa, thấy chết không cứu. Hoàng liệt tức giận, thở hồng hộc dậm chân, ta nói ngài đó vương ra, ngài hồ đồ quá. Vậy cũng phải cứu được chứ, chuyện đến nước này, nói minh hữu gì đó chỉ là lừa mình dối người thôi. Vương ra, mông xoái, chuyện bây giờ vẫn còn có thể vãn hồi, xin hai người lập tức hạ lệnh đuổi nhân mã kim châu cút khỏi nam châu nếu không chủ động rút khỏi thì uy hiếp sẽ liên thủ với nước triệu tiêu diệt bọn họ bọn họ sẽ không dám không rút lui về chuyện bọn họ đi đâu chúng ta đâu cần quan tâm chỉ cần không ở tại nam châu ta là được những chuyện khác đều dễ nói thế cục hiện giờ đã uy hiếp trực tiếp đến lợi ích của đại thiện sơn của lão lão không thể không nóng này thương chiêu tông việc này sợ là đạo gia sẽ không đồng ý hoàng liệt cười lạnh ha ha lại là nghiêu hữu đạo ta biết ngay đây là chủ ý của hắn mà vương gia nghiêu hữu đạo cho kim châu đường rút lui là vì tư tâm của hắn hắn vẫn muốn tìm mọi cách nắm quyền đàm phán với kim châu muốn mình là nhân vật không thể thay đổi trong thế cân bằng giữa kim châu và nam châu là để bảo vệ lợi ích của chính mình đúng sai ngay trước mắt há có thể để cho tư tâm của hắn quấy phá nam châu có bể gì hắn có thể chạy được ngay còn chúng ta thì sao bọn thủ hạ đông đảo biết chạy đi đâu hoàng trưởng môn không nên gấp, mông sơn minh khoát tay nói, chuyện không phải như người nghĩ đâu. Quyết định cho nhân mã Kim Châu lui về cảnh nội Nam Châu cũng không phải do một mình đạo gia định ra. Trước khi quyết định xuất binh Đông Trinh, ở Nam Châu, ta đã nói chuyện với đạo gia ở Mao Lư Sơn Trang, đã dự đoán được nước triệu có thể sẽ ra tay với Kim Châu, khi đó đã chuẩn bị sẽ để cho Kim Châu lùi về Nam Châu. Để cho nhân mã Kim Châu lùi về Nam Châu không chỉ tốt cho Kim Châu mà còn là tốt cho Nam Châu. Vì sao lại tốt cho Nam Châu? mông soái người đang nói đùa ta hay đang lừa gạt ta đấy hoàng liệt trầm giọng hỏi lại sắc mặt cực kỳ khó coi rõ ràng đối phương thà chết cũng không hối cải không để ý đến lợi ích của đại thiện sơn mộng sơn minh đi ra ngoài dặn người trông coi không cho ai tới gần sau đó mới ra hiệu cho la phục đẩy mình tới trước địa đồ cầm gậy chỉ chỉ vị trí của nam châu và kim châu năm xưa vương ra thoát hiểm từ kinh thành chỉ có mấy trăm tùy tùng sau đó mới mượn binh ở quận quảng nghĩa đặt được chân ở huyện thương lư đã khiến bệ hạ kiêng kỵ chỉ vì bệ hạ có ý định khác nên mới chưa động đến vương gia đợi khi địa bàn của vương gia mở rộng bao gồm cả hai quận thì đã động đến sát tâm của bệ hạ bằng vào thế lực của vương gia thì không thể ngăn cản ông ta chỉ vào kim châu vương gia có thể đặt chân là vì được kim châu ủng hộ bên trong có thiên ngọc môn và giao hảo với ba phái lớn của nước yên tạo áp lực lên triều đình thêm nữa triều đình không muốn làm lớn chuyện với kim châu nước triệu sợ bốc lên quốc chiến chỉ là hai quận triều đình không để vào mắt cũng vì vậy nên mở một mắt nhắm một mắt bỏ qua. Tới khi Vương gia lấy được Nam Châu, thế cục đột biến, cái tật ngày xưa đã thực sự trở thành hậu hoạn, triều đình khó mà ngăn được lòng sát phạt. Lúc này, thế lực của Kim Châu và Nam Châu tương đương nhau, thực sự trở thành liên minh dựa vào nhau mà sống, dù là nước Triệu động vào Kim Châu hay nước Yên muốn động vào Nam Châu cũng phải đối mặt với tình thế hai châu liên thủ đối kháng. Hai nước, dù bên nào muốn ra tay cũng phải trả một cái giá cực lớn xem hậu quả từ phản loạn tại một thương châu cũng có thể thấy được phần nào, huống chi là hai châu liên thủ. Với thế cục trước mắt, có thể kéo dài quan hệ lợi ích tương hỗ như vậy với cả hai bên đều có lợi. Đúng như vương gia vừa nói, hai châu tương giao đã nhiều năm, gắn bó như môi với răng, không phải quan hệ lợi dụng nhất thời. Một phương gặp nạn, phương kia không thể thấy chết không cứu. Hoàng liệt, mông xoái, những lời này ta hiểu, người nói hay không cũng vậy. Mấu chốt là trước mắt này, trước mắt, thân mình còn khó mà lo được lấy gì mà lo cho kim châu mông sơn minh cầm ngang gậy thở dài hoàng trưởng môn ta đã chỉ rõ lợi hại trong việc bảo đảm quan hệ với kim châu nếu nói trước mắt với tình huống thực tế trước mắt hoàng trưởng môn thực sự cho rằng chúng ta giao nhân mã kim châu cho nước triệu nước triệu thực sự sẽ không ra tay với nam châu sao dưới đại thế nếu nước triệu đã muốn xuất binh với nước yên chúng ta giao ra binh mã kim châu nước triệu vẫn sẽ xuất binh Trường hợp nước triệu không muốn dụng binh với nước yên, nếu không muốn làm lớn chuyện, bọn họ thu phục Kim Châu, dù chúng ta chứa chấp nhân mã Kim Châu, bọn họ cũng không dám tùy tiện bốc lên chiến sự với nước yên. Hoàng Liệt trầm mặc lúc trước, sau khi bàn bạc vấn đề này với đạo gia, có được kết luận này, chúng ta mới có dự định thu nhận nhân mã Kim Châu. Khi đó, nhân mã Nam Châu ta chuẩn bị đông trinh, lực lượng phòng thủ của Nam Châu không đủ, không thể không phòng nước triệu. Minh Hữu Kim Châu coi như đứng đầu nguy hiểm vì Nam Châu. Nếu Kim Châu không ngăn được thế công của nước triệu mới thấy được hiệu quả của quyết sách này của chúng ta. Ông ta lại gõ gõ gậy vào nước triệu, nếu nước triệu khăng khăng muốn tấn công nước yên, Nam Châu ta đứng mũi chịu sao. Lúc này, tinh nhuệ Nam Châu còn đang chinh chiến bên ngoài, tinh nhuệ của Đại Thiện Sơn cũng theo quân, khó mà nhanh chóng rút về tiếp viện. Mà lần này chiến tranh với nước Tống, Nam Châu ta cũng tiêu hao rất nhiều vật tư trợ giúp, tài nguyên của Nam Châu không thể duy trì được một trận đại chiến nữa. Nếu lúc này Nam Châu không để ý an nguy giữ tín nghĩa minh hiếu, Kim Châu sẽ cảm động đến rơi nước mắt. Nam Châu đã được Kim Châu coi là đường lui, thế lực của Kim Châu gần như chuyển rời khỏi Kim Châu hết rồi, phần lớn vật tư đều vận chuyển đến Nam Châu, đồng thời, đại bộ phận nhân mã Kim Châu cũng lùi về Nam Châu. Trường 1078, người có nguyện chặt đứt tâm ma này không? Một, thế lực tu hành vạn động thiên phủ cũng lui về giúp Nam Châu ta phần nào. Nhân lực vật lực tài lực ở Kim Châu đều tập trung ở Nam Châu cả, muốn nhân mã có nhân mã, cần lương có lương, cần tài nguyên có tài nguyên, nước triệu không đánh ta thì thôi, nếu đánh, thế lực Kim Châu đã mất đường lui tất sẽ liều chết đánh giúp Nam Châu ta một trận. Nam Châu ta có lực để đánh một trận anh dũng, chỉ ít cũng có thể kiên trì được tới khi viện quân đến. Hoàng liệt chố mắt nhìn địa đồ, hơi hơi có cảm giác bừng tỉnh đại ngộ. Hoàng trưởng môn, đây cũng là dụng ý ban đầu ta và đạo gia đã quyết định nếu tình hình có biến gì sẽ thả cho nhân mã Kim Châu nhập vào Nam Châu ta. Vừa không vứt bỏ tín nghĩa, khiến cho Kim Châu cảm kích, cũng có thể mượn dùng thực lực của Kim Châu ứng đối với kẻ địch bên ngoài. Nếu lúc này còn đuổi Kim Châu đi, chẳng phải đã tự chặt đứt cánh tay của mình. Hoàng trưởng môn, nếu lúc này đuổi trợ lực Kim Châu đi, một khi nước triệu tiến đánh Nam Châu, Nam Châu sao có thể cản? Ai sẽ giúp cho lợi ích của Đại Thiện Sơn? Hai người không lợi mình, mong rằng Hoàng trưởng môn nghĩ lại. Dưới ánh nhìn chăm chú mong chờ của hai người, Hoàng Liệt khó chịu một lúc lâu mới chậm rãi đáp, về sau khi có quyết sách trọng đại như vậy, mong rằng có thể thông báo trước một tiếng. Dứt lời, lão phất tay mà đi, hình như có vẻ bất mãn. Mông Sơn Minh và Thương Chiêu Tông chậm rãi quay lại, nhìn nhau cười một tiếng. Hoàng Liệt vừa rời khỏi doanh trướng, thở ra một hơi, còn chưa đi được bao xa, chợt thấy có phi cầm bay trên không trung, hạ xuống doanh trướng của Tử Kim động. Hoàng Liệt hít mắt nhìn người tới, là hai đệ tử Tử Kim động hộ tống một nữ đệ tử đến. Tuy chỉ thoáng nhìn xa xa, nhưng cũng nhận ra được nàng có dung mạo bất phàm. Tay áo nàng bồng bềnh phất phơ, đoan trang tao nhã đi theo hai đệ tử Tử Kim động khác tới, tóc mây kết búi, da trắng hơn tuyết, dung mạo hoàn mỹ, thân thể yểu điệu. Nàng chậm rãi mà đi, thanh thanh nhã nhã, khiến cho không ít nam nhân xung quanh phải chú ý. Xem thái độ mấy người đi tới có thể thấy được nữ tử xinh đẹp kia là chủ, trưởng lão Tử Kim động Nhạc Uyên đứng ngoài lều, nhưng nàng vào trong, không cho người khác đi vào. Hoàng Liệt quan sát một lát rồi hỏi trưởng lão Hoàng Thông bên cạnh, nàng này dung mạo tuyệt hảo, có thể vào trương của cung lâm sách, tất không phải đệ tử bình thường. Nàng là người nào của tử kim động, sao lạ vậy, hoàng thông lắc đầu, chưa từng nghe nói, cũng chưa từng gặp qua, ngài để ta tìm hiểu một chút. Đừng nói là bọn họ, ngay cả trưởng môn tử kim động là cung lâm sách cũng chưa từng thấy nữ đệ tử tử kim động này. Trưởng môn, văn mặc nhi tới, nhạc uyên đưa người vào nhắc nhở một tiếng, sau đó quay người lánh ra, cho người đứng sau gặp cung lâm sách. Cung lâm sách ngồi sau bàn lật xem hồ sơ ngẩng đầu lên, đập vào mắt là một đệ tử xinh đẹp khiến cho ông ta hơi kinh diễm thầm cảm thán trong môn có đệ tử xinh đẹp như vậy mà mình lại không biết môn phái to như vậy nhiều người như vậy ông ta cũng không có tinh lực nắm được hết bao nhiêu đệ tử bên dưới đệ tử bình thường cũng không phải muốn gặp ông ta là gặp được hảo cảm vừa dâng lên vì mỹ mạo của nàng lập tức bị áp chế xuống tới vị trí của ông ta một số tư dục nhất định phải khắc chế ông ta đã biết được tình hình của đệ tử này tin báo không tệ Mặt nào cũng không tệ, cũng vì vậy mà kéo tới không ít phiền phức. Điều kiện tốt, dung mạo đẹp, đương nhiên khiến cho rất nhiều người có quyền thế trong môn ngấp nghé, có nhiều đệ tử ưu tú phượng cầu hoàng muốn cưới, có vài kẻ có quyền cũng động tâm, từ bỏ quyết định cả đời không lập gia đình, cũng chuẩn bị muốn kiếm cho mình một ràng buộc chung thân. Theo tình hình Nhạc Uyên chọn lọc báo lên, Văn Mặc Nhi này có vẻ không thức thời, không chịu khuất phục trước cường thế, hoặc có thể nói là tự cho mình là thanh cao, bao đệ tử ưu tú trong môn vậy mà không ai vừa mắt nàng. Hoặc cũng có thể nói nàng chỉ có một lòng muốn phi thiên, chỉ muốn tu luyện thật tốt, không muốn động tới tình cảm nam nữ. Dù sao cũng là chính Văn Mặc Nhi nói rõ, chỉ muốn một lòng tu hành, không muốn nghĩ đến chuyện nam nữ. Nàng mềm không được cứng không xong, nhưng dù sao Tử Kim Động cũng là môn phái chính quy, có môn quy che chở, tạm thời không ai làm được gì nàng. Có vài người chỉ muốn nàng khuất phục, không có ý muốn hại chết nàng. Tuy vậy, vì đã đắc tội với không ít người, đệ tử quyền thế trong môn muốn trả thù nàng cũng dễ. Nàng bị dồn đến một xó xỉnh làm việc vặt qua ngày, chuyện phong quang không quan hệ đến nàng, tài nguyên tu luyện cũng bị cắt xén nhiều, dù vậy, nhờ thiên phú tu hành thực sự không tệ, nàng vẫn tu luyện được đến cảnh giới trúc cơ. Dù bị người ta làm hại trong một thời gian dài, nhưng nàng vẫn không chịu khuất phục. Vì nữ nhân này đã đắc tội với không ít người, nhạc uyên cũng không muốn vì nàng mà đắc tội với người ta, cho nên khi cung lâm sách bảo lão chọn đệ tử phù hợp, lão đã loại bỏ nàng. Nhưng khi báo lên danh sách các nữ đệ tử khác, cung lâm sách xem qua đều không chọn ai, thậm chí còn ném ra một câu rong chi tục phấn, khiến cho nhạc uyên dở khóc dở cười. có trưởng môn nào đánh giá đệ tử của mình như vậy sao? chiêu thu đệ tử chứ có phải tuyển tú đâu? hai lần báo danh sách lên đều khiến cung lâm sách bất mãn. cung lâm sách hỏi, cả cái tử kim động này mà không tìm được ai thích hợp, hay là nhạc uyên lão không cố gắng hết sức? nhạc uyên hết cách rồi, trưởng môn để ý tới chuyện này như vậy, lão không thể giấu được, liền đề cử văn mặc nhi. Kết quả, cung Lâm Sách vừa nghe đã thấy hứng thú, hỏi lão vì sao không báo sớm. Nhạc Uyên nói rằng tác phong của đệ tử này không tốt, sợ sẽ làm hỏng việc của cung Lâm Sách. Bất kể là ai, đây cũng là cửa ải cuối cùng cung Lâm Sách phải giữ, bởi vì lão muốn một kích tất chúng. Cung Lâm Sách mới cho người tới xem rồi tính, nên mới có màn này. Đệ tử Văn Mặc Nhi bái kiến động chủ tôn thượng. Văn Mặc Nhi chậm rãi hành lễ, lại có vài phần kiêu ngạo, chẳng có tự ti. Cung lâm sách dò xét bằng mắt một hồi, thầm gật đầu. Về dung mạo tuyệt đối không có gì để chê, coi như qua cửa. Lão nhàn nhạt nói, miễn lễ. Phan Mạc Nhi bèn khoanh tay đứng đó, không dám nhìn thẳng, cục mí chờ phân phó. Đúng lúc này, tiếng móng ngựa bên ngoài to dần, cung lâm sách nhìn ra ngoài trướng. Nhạc Uyên hiểu ý, mau chóng ra ngoài xem xét, rồi nhanh chóng quay lại, bẩm báo, trưởng môn, đại quân của vương ra sắp lên đường. Cung lâm sách đứng dậy, bước ra khỏi bàn, đi tới bên cạnh Văn Mặc Nhi, chợt dừng bước, hỏi có từng nghe nói đến Ngưu Hữu Đạo ở Nam Châu nước Yên chưa? Văn Mặc Nhi ngước đôi mắt sáng ngời nhìn ông ta rồi lập tức cúi xuống, cung kính đáp có nghe nói một chút. Đệ tử không có nhiều tin tức, không biết nhiều, cung lâm sách chỉ chỉ đống giấy trên bàn, xem xét tình hình một chút đi, bản tỏa và nhạc trưởng lão đi tiến dung thân vương. Vâng, Văn Mặc Nhi cúi người lĩnh mệnh, cung lâm sách phất tay áo, nhanh chân đi ra ngoài. Ngưu Hữu Đạo, nhạc uyên thầm nghĩ, lại liếc nhìn Văn Mặc Nhi, nghĩ một lát, như đoán được gì đó, rồi bước nhanh ra ngoài theo cung lâm sách. Trong chướng yên tĩnh không có ai, chỉ có tiếng ồn ào từ bên ngoài vọng vào, Văn Mặc Nhi nhìn bốn phía một chút, chậm rãi đi tới trước bàn, cầm một đống trang giấy, lật lật xem. Vừa nhìn, ba chữ nghiêu Hữu Đạo đã đập vào mắt, xem nội dung bên trong mới biết đây là tài liệu tổng hợp về nghiêu Hữu Đạo. Nàng không biết trưởng môn bảo mình xem cái này là có ý gì nhưng biết trưởng môn đã gọi mình tới đưa cho xem nhất định là có việc cho mình làm, nói không chừng là có quan hệ với nghiêu hữu đạo này, bèn bình tĩnh lại xem xét nội dung bên trong. Thiết kỵ Nam Châu tập kết, thương chiêu tông muốn xuất quân tới Nam Châu tỏa chấn, các thành viên quan trọng trong quân đều tới đưa tiến. Trường 1079, người có nguyện chặt đứt tâm ma này không? Hai, ba phái lớn không có ý kiến gì về việc này. Dù sao hiện giờ cũng không còn là ân oán cá nhân của Nam Châu và nước triệu nữa, mà có liên lụy đến vấn đề nước triệu có thể xâm phạm vào nước yên, uy hiếp đến lợi ích của ba phái. Thương Chiêu Tông muốn chống cự với uy hiếp này cho nước yên, đương nhiên ba phái sẽ không phản đối. Đám người hàn huyên khách sáo một hồi, sau đó, Phương Chiêu Tông và Phượng Nhược Nam cùng lật mình nhảy lên chiến mã, trong ánh mắt của mọi người, xuất lĩnh thiết kỵ Nam Châu mau chóng chạy đi, bốc lên bụi mù cuồn cuộn. Hoàng Liệt và các tu sĩ Đại Thiện Sơn cũng theo đoàn hộ giá. Đoàn người tiến đưa giải tán, trưởng lão đại thiện Sơn Hoàng thông lại tiến tới bên cạnh Hoàng Liệt, thấp giọng nói, trưởng môn, ta đã nghe ngóng về nữ nhân kia, người của môn phái khác cũng chưa từng nghe nói đến, chưa từng thấy người này, không biết là người thế nào trong tử kim động. Đệ tử tử kim động giữ miệng như bình, không chịu tiết lộ tí tin tức nào. Ngay cả người của tiêu giao cung và linh kiếm Sơn cũng không biết, khẳng định không phải người có vai vế tiếng tâm trong tử kim động, nếu không, không thể nào người trong hai phái kia không biết. Hoàng Liệt nhíu mày, vậy thì lạ thật, có thể tới chỗ đại quân đang chính chiến gặp cung lâm sách, lại được phi cầm đưa đón, làm sao có thể là kẻ vô danh. Hoàng thông nhìn quanh, thấp giọng hỏi có phải là nhân tình của cung lâm sách nên mới giữ bí mật vậy không? Hoàng liệt lườm y, đây là lúc nào chứ? Người cảm thấy cung lâm sách là kẻ không giữ thể diện như vậy sao? Hoàng thông xòe hai tay, ý nói, vậy ta chịu, không thăm dò được. Trưởng môn, trưởng lão, thấy cung lâm sách và nhạc uyên quay lại, văn mặc nhi đứng trong trướng lại hành lễ lần nữa cung lâm sách nước nhìn trồng giấy chỉnh tề trên bàn hỏi xem rồi hả vâng ạ à, văn Mặc nhi cúi người lão quay đầu ra hiệu cho nhạc uyên đi ra ngoài nhạc uyên không nói được gì còn tưởng mình sẽ biết sốt cuộc có chuyện gì vậy mà lại bị đuổi đi nhưng lão chẳng thể làm gì chỉ có thể lui ra ngoài cung lâm sách quay lại ngồi sau bàn liếc nhìn cái tên trên tờ giấy đặt tay lên hỏi người đánh giá người này thế nào văn Mặc nhi vội đáp đệ tử không dám vọng đoán suy luận Nói thật, với cảnh giới của mình, đột nhiên có một ngày được trưởng môn triệu kiến, còn dùng phi cầm lớn tới đón, tựa hồ như muốn sắp xếp cho mình, dù bình tĩnh nhưng nàng cũng có cảm giác thụ sủng nhược kinh. Bởi vậy có thể thấy được nàng không phải người không biết phân tắc. Cung lâm sách khẽ gật đầu, thầm đánh giá, lại nói, không sao, nghĩ thế nào thì nói thế ấy thôi. Ta sẽ không hỏi tội. Vâng, Văn mặc Nhi lại không người, hơi sắp xếp lại suy nghĩ, thánh thoát nói, đệ tử cô lậu quả văn, trong môn chỉ tránh trong một góc, chỉ thi thoảng tình cờ nghe người ta nhắc đến như hữu đạo, hiểu biết còn không tới được ra lông. Hôm nay, xem tài liệu trên bàn mới biết thì ra thương chiêu tông có thể quật khởi ở Nam Châu không thể bỏ qua công lao của người này. Quân Yên và quân Tống giao chiến, vạn thú môn nhúng tay cũng có thể ngăn cơn sóng dữ. Trước vân ba quỷ quyệt cũng có thể phiên vân phúc phú. Người này đã nhiều lần lập công lao hán mã cho Nam Châu, lại không giành công, là người có bản lĩnh mà không thích trương dương, chỉ thích ở ẩn sau màn đây là chút ngu kiến của đệ tử, có chỗ nào không đúng, xin trưởng môn chỉ điểm. Ngươi không dám nhiều lời, nhưng chỉ đến điểm là dừng, không nói sai. Cung lâm sách cầm một chồng giấy trên bàn lên lật lật xem, đây vẻn vẹn chỉ là tình hình chúng ta đã biết, tổng hợp rồi chỉnh lý. Như hữu đạo này ở sâu trong nhà, không ra ngoài, khiến cho người ta không mò ra được hành tung. Ở Nam Châu, không có thế lực nào có thể tranh phong với Thiên Ngọc Môn và Đại Thiện Sơn mà vẫn có thể khống chế Nam Châu. Nội tình này, Tuyệt đối không phải chỉ tạo dựng nên trong một ngày, cũng không phải chỉ cần làm mấy chuyện là gây dựng được. Chúng ta không biết rốt cuộc phía sau còn có bao nhiêu chuyện nữa. Ông ta ném tờ giấy xuống bàn, dù tình hình đã tới như hôm nay rồi, ngài ấy cũng tránh mặt, không thấy bóng dáng đâu, bỗng nhiên xuất thủ, lại đột nhiên rút tay về, một kích tắt chúng. Chúng ta là người tu hành, dồn phần lớn tinh lực vào việc tu hành, thích khoái ý ân cừu, chém chém giết giết dùng thực lực để nói chuyện, không hiểu lắm mấy chuyện vòng vèo âm mưu người tu hành mà có thủ đoạn bày mưu nghĩ kế lo cho tục sự giống hắn thực hiếm thấy. Phan Mạc Nhi, trong quân có câu tục nghĩ, ngàn quân dễ được, một tướng khó cầu. Ngươi hiểu ý ta không? Phan Mạc Nhi ẩn ẩn hiểu ra chuyện gì đó, muốn nói lại thôi, trưởng môn muốn mời chào hắn sao? Cung lâm sách không trả lời nàng, chỉ ngồi thẳng lại khẽ cười nói, nghe nói trong môn có không ít đệ tử ưu tú ngưỡng mộ ngươi, vì sao không chịu gả? Chẳng lẽ từ kim động của ta to như vậy mà không có đệ tử nào xứng với ngươi sao? Văn Mặc Nhi ôm 10 ngón tay trước bụng, cũng có một ít. Bọn họ coi trọng đệ tử, đệ tử không tài lại không đức, bọn họ chỉ đơn giản là nhìn chúng bộ thân xác thối tha của con mà thôi. Là đệ tử không xứng với bọn họ, không dám dùng nhan sắc khiến người ta sai lầm. Cung lâm sách, nghe nói vì vậy mà ngươi phải chịu không ít ủy khuất, ngươi phải hiểu được, thân là đệ tử Từ kim động, xưa nay không thể dễ dàng gả ra ngoài để đảm bảo cơ mật. Văn Mặc Nhi, đệ tử một lòng hướng đạo, chỉ muốn dốc lòng tu luyện, không nghĩ tới chuyện lấy chồng, cũng không muốn gả cho người. Dốc lòng tu luyện là chuyện tốt, trong môn có quá nhiều người ôm tư tâm tạp niệm, chỉ thiếu đệ tử như ngươi. Ta rất vui, nhưng đạo tu hành không thể cứ mãi ngây thơ, sớm muộn gì cũng phải trải qua tâm kiếp. Thực muốn buông xuống, nói thì dễ, nhưng chưa từng trải qua, làm sao có thể buông xuống. Chỉ có người đã từng trải qua mới dám buông xuống, nữ nhân, cả đời không gả vẫn là một tiếc núi to lớn không thể bổ sung. Chưa nếm qua ngọt bùi cay đắng của tình yêu nam nữ tất sẽ thành tâm kiếp của ngươi Ngươi có nguyện chặt đứt tâm ma này sao? Cái gì gọi là chặt đứt tâm ma? Phan Mạc Nhi ở ngay tại chỗ bị hỏi đến không phản bác được Trước đây cũng gặp qua trưởng môn, còn không phải là một hai lần Đều là cái loại nhìn thấy từ xa, không có tư cách tiến lên nói chuyện Hộ vệ bên cạnh trưởng môn cũng không cho phép bất cứ người nào tiến lên quấy giày Hôm nay chính thức có cơ hội ở trước mặt nói chuyện coi như là đã được lĩnh giáo sự lợi hại của vị trưởng môn này, một câu liền có thể ép nàng ta không còn đường lui. Nếu nói không muốn chặt đứt tâm ma, cái gọi là một lòng hướng đạo liền trở thành lời nói sáo rỗng. Nếu như nói đồng ý, nàng ta đã đoán được trưởng môn muốn nói gì, muốn nàng ta lấy chồng. Đối tượng gả nàng cũng đã có chút suy đoán, bằng không sẽ không tốt đẹp gọi mình đến xem tình hình thu thập được trên tờ giấy kia, trưởng môn đã đem lời nói thẳng ra, tính toán khéo léo mà thôi chỉ là chuyện này bảo nàng ta làm sao chịu nổi, nàng ta ngay cả người kia cao thấp mập ốm xấu xí hay không cũng không biết, bảo nàng ta làm sao có thể đáp ứng. Nàng ta không ngờ đến gọi mình đến lại vì chuyện này. Nhưng có những chuyện đối với nàng ta mà nói, đã ngoài dự liệu cũng là hợp tình hợp lý, trước khi đến đã có lo lắng về phương diện này, mấy năm nay vì nhan sắc mà gây nên quấy nhiễu liên tục nhiều lần, một khi có việc gọi nàng ta, nàng ta sẽ có cảnh giác về phương diện này chỉ là nàng ta không ngờ đến ngay cả trưởng môn cũng không cách nào ngoại lệ thấy nàng ta cắn môi chậm chạp không nói cung lâm sách lại hỏi vì sao không nói lời nào vân mạc nhi khó nhọc nói đệ tử không muốn lấy chồng cung lâm sách không có ý nhả ra lãnh đạm nói vì sao không muốn lấy chồng lời này bảo văn mạc nhi trả lời như thế nào chẳng lẽ nói đối với những chuyện này không muốn chịu sự thúc ép của các người do dự mãi nói đệ tử muốn ở lại tông môn làm những việc có khả năng làm được chương 1080, Nghĩa Nữ, cung lâm sách, tâm tư nữ nhi trẻ tuổi ta đại khái biết chút ít, không muốn phụ lòng mình, cũng không muốn phụ mỹ mạo của mình, muốn tìm lang quân như ý yêu thích của mình. Đương nhiên, khuôn mặt đẹp quả thực khiến người có được càng nhiều khả năng lựa chọn, chỉ có điều bổn tọa muốn nói với người là, ý nghĩ lang quân như ý quá ngây thơ, con người đều có thất tình lục dục, chẳng ai hoàn mỹ. Thế gian này không tồn tại lang quân như như ý như trong tưởng tượng của ngươi, mong muốn đơn phương mà thôi. Con người kỳ thực không có quá nhiều lựa chọn, cũng vì thời gian vội vã, chọn lựa sắc dục đều vì ảo giác. Thân ở trong một nhóm lợi ích, từ nhóm lợi ích này hấp thu chất sinh dưỡng, bất luận hấp thu bao nhiêu, bất kể người có bao nhiêu bất mãn, mỗi một phần lợi ích người có được đều là xây dựng trên sự hy sinh của tiền nhân, trên sự thống khổ và nỗ lực, bất luận như thế nào nhóm lợi ích nào cũng không nợ ngươi, chỉ có người nợ nhóm lợi ích này, lựa chọn một người và hỉ nộ ái ố cũng không quan trọng, hưởng thụ điều tốt mà nhóm lợi ích cho ngươi, thì phải vì đó mà trả giá. Ta như vậy, người cũng như vậy, mỗi một đệ tử tử kim đồng cũng như vậy, bất luận là người nào cũng không thể làm trái, kẻ vi phạm cùng chém chết, đây chính là nhóm lợi ích. Nói đến nước này, thì không còn đường rút lui, hôm nay Văn Mạc Nhi không đáp ứng, ông ta sẽ không để chuyện ngày hôm nay khoa trương khắp nơi, Văn Mạc Nhi không cách nào sống sót mà quay trở về tử kim đồng. Về phần Văn Mạc Nhi có xinh đẹp hay không cũng không quan trọng, con người sống chết và xinh đẹp không có liên quan, có xinh đẹp hơn nữa cũng phải chết. Phan Mạc Nhi hiểu rõ, những người bức ép trước đây là tư lợi cá nhân, không dám chống đối môn quy, không dám làm sẵn quá mức với nàng ta. Mà bây giờ, xuất hiện trước mặt nàng ta là người khống chế môn quy, là người quản lý phép tắc kim tự động, nàng ta không cách nào chống lại. Nhưng dường như nàng ta vẫn không cam tâm, thiên đồ bí cảnh sắp mở ra, đệ tử cũng bị đề danh, đệ tử nguyện đi, nguyện đem tính mạng bỏ ra vì tông môn. Cái gọi là Thiên Đồ Bí Cảnh là một trong mấy đại bí cảnh phong tỏa còn sót lại thời kỳ Thương Tụng, cửa vào 50 năm mở ra một lần, khi vừa đúng lúc gặp được, các nước đều muốn phái ra ngàn tên tu sĩ đi vào, tu sĩ các nước kỳ thực không muốn tham gia, thế nhưng yếu không thể địch lại mạnh, đây là quy tắc không thể thay đổi của phiêu miếu các. Quy tắc trong giới tu hành bình thường bất lợi đối với tán tu, đối với tán tu có tác dụng áp chế cực lớn, khiến thực lực tán tu khó có thể phát triển. Nhưng khi thiên đồ bí cảnh mở ra lại bất lợi đối với thế lực tu sĩ môn phái của các nước, bởi vì có một trận tranh đoạt, bởi vì tán tu không cần đi vào. Phan Mạc Nhi đã đắc tội người ta, có người lấy đó để uy hiếp, muốn để danh nàng ta đi vào thiên đồ bí cảnh. Cung lâm sách, hoang đường, chuyện thiên đồ bí cảnh này không thể coi thường, há là mưu đồ cá nhân ai có thể tùy tiện quyết định. Từ kim động bao nhiêu người tham gia, người nào tham gia, tông môn sẽ tự cân nhắc, không cần ngươi lo lắng. Lời này chẳng khác nào nói rõ ràng không chút sai lầm nào với nàng ta, không để nàng ta tham gia chính là một câu nói của ông ta. Vân Mặc Nhi cắn môi, hỏi, là Nghiêu Hữu Đạo sao? Cung Lâm Sách không lên tiếng, ngầm thừa nhận, Văn Mặc Nhi, đệ tử không hiểu, đệ tử thân ở tông môn, số lần rời khỏi tông môn có thể đếm được trên đầu ngón tay, Nghiêu Hữu Đạo làm sao có thể biết ta, làm sao có thể chỉ định cưới ta? Cung Lâm Sách, hắn không biết ngươi, cũng không biết sự tồn tại của ngươi, cho nên hắn cũng không nghĩ qua sẽ lấy ngươi, kết quả tông môn hy vọng không hẳn là hắn cưới ngươi. Văn Mạc Nhi lập tức hiểu được tác dụng của mình, khi Nhạc Uyên được gọi đi vào trong chướng thêm một lần nữa, kinh hãi, Cung Lâm Sách thế mà lại thu nhận Văn Mạc Nhi làm nghĩa nữ, Cung Lâm Sách bảo ông ta đem tin tức truyền về tông môn. Chỉ dựa vào thân phận này, kim tử động liền sẽ không có khả năng có người đề nghị Văn Mạc Nhi đi vào thiên đô bí cảnh mạo hiểm. Cho dù Nhạc Uyên đã đoán được chút dụng ý của Cung Lâm Sách, nhưng kết quả này vẫn là khiến ông ta có chút giờ khóc dở cười ông ta đoán chừng nếu như tin tức này chuyển về tông môn, một số người tồn tại hoang tưởng trong lòng với văn mặc nhi đều bị đả kích. văn mặc nhi đột nhiên bay lên đầu cành, người đắc tội qua ngược lại trở thành người đắc tội văn mặc nhi. những người đó e là lo lắng bất an. mà những tờ giấy thu thập có liên quan đến tình hình như hữu đạo lại rơi vào trong tay văn mặc nhi. cung lâm sách bảo nàng ta xem nhiều một chút. công tôn bố cũng rất bất ngờ, cung lâm sách xuất hiện ở trước mặt ông ta. dưới sự gia hiệu của cung lâm sách công tôn bố lui ra, bộ dáng khoanh tay nghe lệnh. Như hữu đạo ở đâu? Cung lâm sách thở ơ hỏi. Công tôn bố cung kính trả lời, ta thật sự không biết hắn ở đâu. Cung lâm sách, vậy người càng nên hiểu rõ, trừ phi hắn triệt để cắt đứt liên lạc với bên này, bằng không ta nhất định có thể tìm ra hắn. Công tôn bố nói, ý của cung trưởng môn ta hiểu, bên phía đạo gia có biện pháp đề phòng, men theo dấu vết kim xí cũng chưa chắc có thể tìm được hắn. Cung lâm sách hừng một tiếng, tình hình trước mắt, quả thật không dễ đưa vào lượng lớn nhân thủ đi tìm, chỉ có điều hắn không thể trốn cả một đời, hắn có ràng buộc, có thể trốn nhất thời nhưng không thể trốn cả một đời, ta tìm ngươi không có ý khác, thay mặt giúp ta truyền một ít lời cho hắn, đây không tính là làm khóc ngươi chứ. Công tôn bố hơi cúi người, cung trưởng môn có lời gì xin cứ việc phân phó, ta nhất định nghĩ biện pháp liên lạc với đạo gia truyền lời. Cung lâm sách, nói hắn, sức ảnh hưởng của hắn vượt qua thực lực của hắn. Sau đại chiến, nếu như nước Yến có thể duy trì, sức ảnh hưởng của thương triều tông và mông sơn minh sau trận chiến này quá lớn người của ba đại phái không có thể bỏ mặc không thể khống chế chi phối phần lực ảnh hưởng này hắn cho rằng bản thân là ai muốn một tay che trời sao ba đại phái không còn lựa chọn nào khác công tôn bố vẻ mặt ngưng trọng nói nhớ rồi cung lâm sách nhắc nhở hắn trưởng lão tiêu giao cung không dễ giết như vậy lại đắc tội ta không phải chuyện tốt hắn quá tự do rồi đối với bản thân hắn cũng không hẳn là chuyện tốt gì thiên hạ cũng không có việc tốt như vậy ta hy vọng kết quả đối với mọi người đều tốt. Ta sẽ phái người đi nói chuyện với hắn, nói hắn yên tơ. Xe không đe dọa đến sự an toàn của hắn, ta có thành ý giải quyết vấn đề này, sẽ không truy xét tung tích của hắn, người phái đi thương lượng, bảo hắn tự mình phái người tới đón, gặp mặt như thế nào đều tùy hắn sắp xếp. Ý của cung lâm sách trước tiên truyền đạt cho Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo đứng dưới đại thụ trên đỉnh núi lặng lặng hồi lâu, nhìn về phương xa suy tư một lúc lâu, cuối cùng khe khẽ thở dài, kêu một tiếng, hồng nương. Quản Phương Nghi vẻ mặt lo âu đến gần, hỏi thế nào. Bà ta cũng hiểu rõ, cung lâm sách đây là ngả bài với Nghiêu Hữu Đạo rồi. Nghiêu Hữu Đạo, sắp xếp người đi đón người. Địa điểm gặp mặt, sắp xếp ở một nơi trên hồ lớn, nhất thời tìm không được thuyền, làm một cái bẻ gỗ lung lay trên nước. Địa điểm là Nghiêu Hữu Đạo lựa chọn, Quản Phương Nghi không biết vì sao Nghiêu Hữu Đạo muốn sắp xếp trên hồ, người đi theo chỉ có mình bà ta. Những người khác vì lý do an toàn, đều cách xa nơi đây, nước xanh trời xanh, ánh mặt trời chó trang, một con phi cầm cỡ lớn từ trên trời lướt qua, một nữ tử từ trên phi cầm xuống, chậm rãi đáp xuống trên bè gỗ. Một cơn gió đến, tay áo người đến tung bay trong gió, hiện ra hết dáng vẻ thất tha, giống như tiên tử muốn cưỡi gió bay đi. Dáng dấp xấu đương nhiên là không có cảm giác tiên tử, người đến rất đẹp, không phải ai khác, chính là Văn Mạc Nhi. Trường 1081, dịch thư thứ hai đến rồi một sắp đẹp người đến khiến Nghiêu Hiếu Đạo và Quản Phương Nhi kinh ngạc, hai người không nhịn được nhìn nhau. Ánh mắt Văn Mặc Nhi khóa chặt Nghiêu Hiếu Đạo, nhìn chằm chằm quan sát Nghiêu Hiếu Đạo đâm kiếm mà đứng, biết Nghiêu Hiếu Đạo rất trẻ, thấy được người thật trong ánh mắt vẫn là toát ra vẻ kinh ngạc, đây chính là Nghiêu Hiếu Đạo mà tình báo tổng hợp chỉ ra đồng thời kinh động đến trưởng môn. Người của Tử Kim Động cùng độ tuổi này có không ít, đời người nằm ở tình trạng nào nàng ta cũng biết. Người trẻ tuổi này có thể là người trốn ở sau lưng Nam Châu làm mưa làm gió. Sau khi hai bên dò xét nhau một hồi lâu, Ngưu Hữu Đạo thử hỏi một tiếng, ngươi là con gái cung trưởng môn văn Mạc Nhi. Bên đây đã nhận được tin mà công tôn bố đưa đến, cung lâm sách sẽ phái nghĩa nữ đến bàn bạc với Ngưu Hữu Đạo. Văn Mạc Nhi sửa chữa lại một chút, là nghĩa nữ, trưởng môn là nghĩa phụ của ta. Lời giải thích này có chút dư thừa, Ngưu Hữu Đạo đương nhiên đã biết là nghĩa nữ, hoài nghi dò hỏi, chưa từng nghe nói cung trưởng môn còn có nghĩa nữ. Văn Mạc Nhi, chưa từng nghe không có nghĩa là không tồn tại, nếu đã đến rồi, không cần thiết phải giả mạo. Người chính là Nưu Hữu Đạo. Nưu Hữu Đạo mỉm cười, không thể giả được, dường như cũng không cần thiết phải giả mạo. Người này chính là người mà bản thân muốn. Tâm tư Văn Mặc Nhi có chút hỗn độn, sau khi ổn định tâm tình, hỏi, như huynh nếu đã có thể gặp mặt ta, chắc hẳn ý kiến của trưởng môn như huynh đã có quyết định." như Hữu Đạo, trưởng môn nói chuyện có chút mơ hồ, ta vẫn không rõ ông ấy rốt cuộc có ý gì, không biết kết quả như thế nào mới tốt với tất cả mọi người. Văn cô nương không ngại chỉ rõ. Văn Mạc Nhi, trưởng môn rất tán thưởng huynh, hy vọng Nhiêu huynh có thể cống hiến cho tử kim động. Nhiêu hữu đạo cười, toàn bộ giới tu hành của nước Yến và thế tục đều dưới sự khống chế của ba đại phái, cho tới nay, ta chẳng lẽ không phải đang cống hiến cho tử kim động hay sao? Văn Mạc Nhi, ba đại phái là ba đại phái, tử kim động là tử kim động, ta nghĩ Nhiêu huynh nhất định biết sự khác biết trong đó, quang đi quẩn lại không có nghĩa, ý của trưởng môn rất đơn giản, hy vọng Nhiêu huynh có thể gia nhập tử kim động gia nhập tử kim động, quản phương nghi liếc nhìn phản ứng của nhưu Hữu Đạo, thì ra là vậy, Ngưu Hữu Đạo bộ dáng tỉnh ngộ, hỏi ngược lại, gia nhập tử kim động ta có được lợi ích gì? Văn Mạc Nhi bình tĩnh hỏi, người muốn lợi ích gì? Ngoài mặt bình tĩnh, trong lòng lại không bình tĩnh, cung lâm sách đột nhiên đem nàng trở thành nghĩa nữ, đồng thời để nàng ta đến, ước hiếp chính là người trẻ tuổi nhưu Hữu Đạo huyết khí phương cương, một chỉ cần Ngưu Hữu Đạo vừa ý Văn Mạc Nhi, tất cả đều đem nước chảy thành sông một huyết khí phương cương, tuổi mà tinh lực tràn đầy, tính tình nhiệt huyết, dễ nóng nảy, dễ làm sai. Đạo lý đơn giản, nghiêu hữu đạo gia nhập tử kim động nghiêu hữu đạo đương nhiên là chỉ mong sao nhiều chút che chở, lấy nghĩa nữ của trưởng môn chính là một tầng bảo hộ tốt nhất. Mà có tầng danh phận này ở đây, một khi mà nghiêu hữu đạo gia nhập tử kim động là người của ai đương nhiên không cần nói cũng biết. Tư sắc của Văn mặc Nhi, còn có thân phận Văn mặc Nhi, cùng lâm sách đặt mình trong hoàn cảnh người khác, cảm thấy có lẽ có thể gây nên sự chú ý ở phương diện kia của ngưu hữu đạo mưu đồ ý định của cung lâm sách ở trước mặt bị nhiều người như thế nghĩ hết biện pháp theo đuổi nhiều năm văn mặc nhi đối với tư sắc của bản thân đương nhiên cũng có lòng tin chỉ là sau khi nhìn thấy ngưu hữu đạo thật sự lòng tin dường như lại có chút dao động ánh mắt của vị này và những đồng môn có hứng thú với bản thân dường như có chút không giống không cảm nhận được loại ánh mắt ham muốn kia quá bình tĩnh rồi ngưu hữu đạo ta muốn biết từ kim động có thể cho ta lợi ích gì Phan Mặc Nhi gia nhập tử Kim Động, đương nhiên có thể nhận được sự che chở của tử Kim Động. Ngưu Hữu Đạo, tương tự cũng phải chịu sự ràng buộc của môn quy tử Kim Động a. Phan Mạc Nhi, môn quy đều là một số yêu cầu hợp lý, chỉ cần bản thân ngươi không làm loạn, đương nhiên sẽ không vi phạm tông môn. Đương nhiên, người có yêu cầu gì có thể đưa ra, đều có thể thương lượng. Lời này vừa nói ra, làm sao cảm giác như mình đang ám chỉ nhắc nhở đối phương, nhìn chằm chằm vẻ mặt phản ứng của Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo, Phan Côn Nương nói quá rộng rãi không tác dụng, cô trực tiếp nói cho ta, tử kim động rốt cuộc có thể cho ta cái gì? nước yến không chỉ một tử kim động, cô hiểu ý ta chứ? văn mặc nhi hiểu ý của hắn, hắn có lựa chọn, không nhất định phải gia nhập tử kim động, điều kiện của ai tốt hơn, người ta liền có thể lựa chọn người đó. sau khi hơi lưỡng lự, trả lời sẽ để một lão già nhận ngươi làm đệ tử, đến lúc đó bối phận của ngươi và bối phận trưởng môn là bằng nhau. như hữu đạo nhíu mày, không những muốn ta chịu sự ràng buộc môn quy. Mạc danh kỳ diệu còn muốn kiếm cho mình một sư phụ trông coi, cô cảm thấy đây là chuyện tốt. Phan Mạc Nhi, người đừng hiểu lầm, là một lão già sắp hết tuổi thọ, không gặp chuyện lớn sẽ không dễ dàng lộ diện, không rảnh rỗi để ý trói buộc ngươi, cũng sẽ không lãng phí thời gian vì ngươi. Làm như vậy là để cho ngươi một bối phận, nhằm cho ngươi một thân phận ngoại sự trưởng lão. Trưởng lão tử Kim Động, địa vị này, thành ý của trưởng môn cả nước Yến không thể có điều kiện nào khác có thể vượt qua. Trưởng lão tử kim động, nghiêu hữu đạo và quản phương nghi đưa mắt nhìn nhau cùng lâm sách này cũng thật là cam lòng dốc hết vốn liếng a cả nước yến quả thật là không thể nào còn có điều kiện nào ưu đãi hơn thế ưu đãi hơn thế nữa sẽ là làm trưởng môn của ba đại phái rồi này sao có thể quản phương nghi nhịn không được lườm quản phương nghi một cái có vẻ như đang châm chọc không nhìn ra người đáng giá như vậy nghiêu hữu đạo buông tiếng thở dài trưởng lão nghe có vẻ rất nở mày nở mặt ta ở trong môn phái không có một binh một tốt trưởng lão này chỉ là bày biện còn không phải mặc cho người ta định đoạt. Văn Mạc Nhi, Nghiêu Huynh nắm trong tay quyền lực Nam Châu, quyền lực Nam Châu chẳng lẽ không phải là quyền lên tiếng của ngươi sao? Trong môn phái ai có thể tùy ý thao túng ngươi? Điều này cũng đúng, lông mày Nghiêu Hiếu đạo giật giật, nếu như không có chút phấn khích nào, hắn cũng sẽ không nói chuyện gia nhập tử kim động gì với người ta. Hắn từng nói qua với trưởng môn Đại Thiện Sơn Hoàng Liệt về việc Thiên Ngọc môn năm đó muốn chiêu mộ hắn, nói đùa với Hoàng Liệt, muốn gia nhập Đại Thiện Sơn, mọi người cùng nhau đồng tâm hiệp lực. Hoàng Liệt cự tuyệt ngay tại chỗ, với thân phận địa vị của Ngưu Hữu Đạo bây giờ, miếu của Đại Thiện Sơn hơi nhỏ, nếu hắn thật sự muốn gia nhập Đại Thiện Sơn, môn quy rất khó mà trói buộc hắn. Lời nói của trưởng môn Hoàng Liệt ở địa bàn nhà của mình ở Nam Châu còn còn không có tác dụng bằng Ngưu Hữu Đạo, chức trưởng môn đó của Hoàng Liệt còn làm nữa hay không? Đương nhiên nhiên là cực tuyệt rồi. Suy xét một hồi lâu, Ngưu Hữu Đạo gật đầu nói, được thôi. Ta nhận lời, Văn Mặc Nhi im lặng, không không phí lời nói gì, dễ dàng như vậy đã nhận lời rồi thử hỏi, không có điều kiện nào khác sao? Nghiêu hữu đạo có, trước tiên cho ta xem một phần môn quy của tử kim động, thuận tiện giúp ta hỏi cung trưởng môn, ta phải biết sau khi ta gia nhập tử kim động cái gì có thể làm cái gì không thể làm, cần phải đảm đương trách nhiệm gì. Nếu như không có vấn đề gì, ta đồng ý trở thành đệ tử tử kim động. Phan Mạc Nhi, điều kiện của người ta sẽ nghĩ ra báo lên cho trưởng môn, chỉ có điều phải mượn kim xí báo tin của bên này dùng một lát, ta biết người có thể liên hệ với bên kia. Nghiêu Hữu Đạo, không cần phiền phức như thế, ta sắp xếp người đưa cô trở về, cô bẩm báo trước mặt cung trưởng môn, tin tức hồi âm có thể do công tôn bố chuyển lời cho ta bên này. Chương 1082, dịch thư thứ hai đến rồi hai. Đi, Văn Mặc Nhi âm thầm cắn răng, ta không đi, tạm thời ở lại bên này của ngươi, là ý của trưởng môn. Ở lại đây, Nghiêu Hữu Đạo hoài nghi, có ý gì? Chẳng lẽ muốn giám sát ta? Phan Mặc Nhi đương nhiên có lý do, người có thể cho là như vậy nếu Ngưu Huynh đã đồng ý gia nhập tử kim động, tử kim động đương nhiên phải có sự hiểu rõ tình hình nhất định ở phía bên này, không phải do Ngưu Huynh trần trừ, bản thân Ngưu Huynh cũng nói rồi, nước Yến không chỉ một tử kim động. T ở đây, có chuyện gì cũng có thể ở giữa liên lạc. Ngưu Hữu Đạo tỏ vẻ hoài nghi, cô xác định một mình có thể giám sát nổi tôi. Phan Mạc Nhi, nếu ngươi cảm thấy một mình tôi quá ít, từ kim động còn có thể phái thêm người đến. Phái thêm người đến, ta đâu có bệnh đến thế, Nhiêu hữu đạo lẩm bẩm trong lòng đánh giá đối phương từ trên xuống dưới cung lâm sách đột nhiên phái người như thế đến đàm phán với hắn hắn vốn cảm thấy có chút kỳ quái bởi vì không đủ trọng lượng bây giờ nữ tử mỹ mạo như hoa còn muốn ở lại bên cạnh hắn nói gì mà giám sát là nói nhảm dưới tay hắn có biết bao nhiêu người muốn làm việc gì người phụ nữ này có thể giám sát nổi hay sao trên người đối phương này cả công cụ liên lạc với bên ngoài cũng không có đây là muốn giám sát hắn hay là dâng con tin đến tay hắn đây thời gian dần trôi qua hắn đại khái đã suy nghĩ ra ý trong đó quản phương nhi đột nhiên lên tiếng hỏi văn cô nương vẫn chưa có lang quân vừa ý chứ văn mặc nhi không phủ nhận coi như là ngầm thừa nhận rồi hỏi ngược lại đại tỷ chính là hồng nương tề kinh trong lời đồn sao chê cười rồi tiện danh không đáng nhắc đến hi hi quản phương nhi đột nhiên nhịn không được che miệng cười một tiếng một tay sờ bên hông như hữu đạo véo một cái sau đó quay người đen đến một đầu bè gỗ nghiêu hữu đạo hiểu ý cũng quay người đi qua đó đợi hắn đến gần quản phương nhi liếc mắt nhìn văn mặc nhi đứng đợi cơ thể gần sát nghiêu hữu đạo dáng vẻ gần như thân mật cùng nhau với nghiêu hữu đạo thấp giọng thì thầm ta nói làm sao tìm một người đẹp yểu điệu đến tìm ngươi náo loạn hồi lâu tính tình giống như long Hưu. đây là dịch thư thứ hai đến rồi thật không biết mấy người này nghĩ gì nghiêu hữu đạo lẩm bẩm trả lời từ xưa đến nay đối phó nam nhân triều mỹ nhân này chính là thủ đoạn không bao giờ lỗi thơi có thể hiểu được chỉ là đưa nghĩa nữ ra, vào cửa rồi liền phải gọi theo là nghĩa phụ, cùng lâm sách thật đúng là sẽ chiếm tiện nghi. Quả thật là một đại mỹ nhân xinh đẹp, ta thấy còn tiếc đạo ra, vừa ý không? Động lòng chưa, tiện nghi dâng đến tận cửa, không chiếm thì phí, chỉ có điều rước lấy rồi thì không thoát thân được, nhà mẹ đẻ của người ta không ăn chay, rước lấy rồi thì phải chịu trách nhiệm. Cho nên mới nói, làm sao mà đẹp bằng thiên hạ đệ nhất mỹ nữ ngươi chứ? Nha, miệng thật ngọt, thịnh tình khó mà chối từ A, lần này ngươi chuẩn bị ứng phó như thế nào chẳng lẽ lại sờ mông nhà người ta sau đó bị người ta đánh cho gần chết để thoát thân dịch thư vốn là ghét ngươi có thể ứng phó như thế chiều đó đối phó với vị này chưa chắc có tác dụng ngươi hẳn là có biện pháp gì tốt thôi đi mắc mớ gì đến ta ta thích xem náo nhiệt hì hì vậy không thể làm gì khác hơn là biện pháp cũ thật sự lại đi sờ mông nhà người ta sao quản phương nghi đang kinh ngạc kết quả trong nháy mắt tiếp theo liền phát hiện cánh tay nghiêu hữu đạo ôm eo bà ta văn mạc nhi cũng không biết nói nhỏ âm mưu gì nhìn nhìn kết quả phát hiện một nam một nữ này thế mà vào ban ngày ban mặt ôm nhau anh anh em em quả thực là khó coi nàng ta không chịu nổi quay đầu nhìn sang một bên tình hình này nàng ta ở trong tình báo cung lâm sách đưa cho có đọc qua biết là nghiêu hữu đạo và hồng nương khi ở tề kinh đã quấn lấy nhau chỉ là không ngờ đến hai người dưới ban ngày ban mặt lại trắng trợn không kiêng rẻ như thế Mặc dù có tâm lý chuẩn bị, nhưng tận mắt nhìn thấy một màn này, nghĩ đến cung lâm sách để nàng ta gả cho một người như thế, trong lòng không khỏi có chút khó cảm giác khó chịu. Thật không ngờ, hai ngón tay của quản phương nghi hung hăng véo eo của Ngưu Hữu Đạo, kề tai nói nhỏ, khốn khiếp, lại đẩy lão nương làm bia đỡ đạn, lại nhân cơ hội chiếm tiện nghi của lão nương. Khóe miệng Ngưu Hữu Đạo co giật, còn muốn tận lực làm bộ dáng vẻ điềm nhiên như không có gì, ngươi cho rằng ra muốn chịu sự hành hạ của ngươi sao? Không còn cách nào khác, Ai bảo lão tử trời sinh làm người khác yêu thích, đều muốn dành lão tử làm con rể. Chuyện tốt thế, chủ động dâng đến cửa, nếu ta là ngươi, nữ nhân của ba đại phái đều muốn, đồng thời làm con rể của ba đại phái, sau này nghênh ngang mà đi ở nước Yến. Biện pháp này không tệ, chỉ sợ ba đại phái không chịu, nếu ba đại phái không ý kiến, ta cũng thật sự không ý kiến. Tiện nhân, quản phương nghi mắng ngoài miệng, tay cũng không lưu tình, có điều cũng không ở không ở ngay tại chỗ khiến nghiêu hữu đạo tiến thoái lưỡng nan, không đẩy hắn ra thật sự dự định làm trưởng lão của tử kim động nắm bắt nam châu ta đã gặp bình cảnh hai cục diện kế tiếp không cách nào né tránh ba đại phái thực lực của chúng ta đã không cách nào tiếp tục chống đỡ cùng lâm sách quả thực là đâm chúng xương sườn mềm của ta nếu đối cứng thắng không được vậy thì trở thành một phần của bọn họ hòa vào ba đại phái là một lựa chọn hai bình cảnh rơi vào giai đoạn trầm lặng khó phát triển cục diện của nam châu hoàng liệt không cam tâm người thật sự muốn đột nhiên trở thành trưởng lão của từ kim động không biết hoàng liệt phản ứng gì ông ta phản ứng gì ta không biết ta chỉ biết phản ứng của ta hiện tại rất rõ ràng ta nói hồng nương thịt sắp bị véo chín rồi có thể thể buông tay rồi đó tự tìm trách ta quản phương nhi buông lỏng ngón tay véo sát như hiếu đạo cũng thả lỏng buông bà ta ra quay người đi về giữa bẻ gỗ nói với văn mặc nhi văn cô nương cô ở lại không thích hợp vẫn là quay về đi Văn Mặc Nhi dường như không biết hai người đã nhìn thấy, nói điềm nhiên như không có chuyện gì. Phân phó của trưởng môn ta không làm chủ được, người có thể liên hệ trưởng môn. Nếu trưởng môn bảo ta quay về, ta sẽ không làm phiền. Quản Phương Nhi ở bên cạnh cười tủm tỉm ném ánh mắt về phía Ngưu Hữu Đạo, dường như đang nói quấn lấy ngươi rồi. ở lại thì ở lại thôi. Quản Phương Nhi chủ động đi lên kiểm tra tu vi của Mặc Nhi. Sau khi xác nhận không có uy hiếp gì thì Ngưu Hữu Đạo đồng ý để Văn Mặc Nhi ở lại. Thật sự nếu không có tử kim động tới tìm thì hắn cũng đang nghĩ cách làm sao có thể xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với ba phái lớn. Như lời hắn đã nói, nếu đã gặp bình cảnh thì có vài việc không sớm thì muộn vẫn phải đối mặt, không thể né tránh được, bởi vì hắn vẫn chưa có thực lực đối đầu với ba phái lớn. Muốn chân đạp mấy thuyền rất khó khăn, điều đầu tiên cần phải suy nghĩ chính là tiêu giao cung, bởi vì hắn đã tiếp xúc khá nhiều với tiêu giao cung nên cũng hiểu rõ được vài điều lúc trước tiêu giao cung chủ động nói về phương diện này nhưng hắn cũng không đồng ý nguyên nhân chính cũng không phải là có thích dịch thư hay không mà là hắn cảm thấy quá bị động điều kiện của hắn còn không đủ khi tới tiêu giao cung sẽ không có quyền nói chuyện quá bị động một người ngoài như hắn khi đối mặt với người của tiêu giao cung giống như một con cừu non tiến vào đàn sói vậy chỉ chờ đợi làm thức ăn mà thôi hiện tại là giai đoạn chiến tranh giữa các quốc gia thương chiêu tông và mông sơn minh cầm quân rất xuất sắc làm cho nam châu thể hiện được thực lực của mình có thể trở thành trụ cột vững vàng cho nước Yến. Cũng làm cho lực ảnh hưởng của Ngưu Hữu Đạo tăng lên rất nhiều, làm cho hắn có điều kiện nói chuyện cùng với Tiêu Giao Cung. Chương 1083, ngươi là tán tu, không có tư cách đi vào. Thế nhưng Thương Chiêu Tông lại quá nóng nảy, giết chết trưởng lão của Tiêu Giao Cung là Thi Thăng, chuyện này ảnh hưởng lớn như thế nào tại Tiêu Giao Cung thì hắn cũng không chắc. Đúng lúc này, Tử Kim động lại chủ động tới đây, điều kiện lại rất tốt, rất có thành ý, đồng ý để hắn làm chức trưởng lão của môn phái này. Không nói tới việc những người khác trong ba phái lớn rất khó ra điều kiện ưu đãi hơn, kể cả có thể ra điều kiện tốt hơn thì hắn cũng không muốn kéo dài thời gian mà đẩy giá trị bản thân lên, hắn không muốn cò kè mặc cả nữa. Hợp tác, phải làm cho tất cả mọi người vui vẻ thì mới tốt, đừng có làm cho người ta cảm thấy không thoải mái, thêm một vài chỗ tốt nho nhỏ là không cần thiết, mà để cho Cung Lâm Sách vui vẻ thì hắn cũng có chỗ tốt, ít nhất cũng sẽ làm cho Cung Lâm Sách vui lòng lắng nghe ý kiến của hắn có đôi khi mình lùi một bước đối phương cũng sẽ lùi một bước để biểu đạt tôn trọng cung lâm sách vẫn rất quyết đoán cho nghiêu hữu đạo rất nhiều điều kiện yêu đãi mà nghiêu hữu đạo hắn thì cũng phải biểu hiện ra sự thẳng thắn của mình văn mạc nhi có thể ở lại thế nhưng trước đó vẫn phải nói rõ ràng con đường đưa tin bên mình đưa cho văn mạc nhi sử dụng để nàng ta đưa tình hình đàm phán trở lại sau khi nhận được tin tức của văn mạc nhi thì cung lâm sách cảm thấy khá ngạc nhiên thật sự không nghĩ tới đơn giản như vậy đã xong rồi Chi tiết của việc đàm phán thì Văn Mặc Nhi cũng không viết rõ ràng, bởi vì trên giấy cũng không thể nói rõ được, cũng không biết Văn Mặc Nhi phát huy được bao nhiêu tác dụng, thế nhưng việc sai Văn Mặc Nhi qua đó đàm phán là một quyết định đúng đắn. Cung Lâm sách thật vui vẻ, cảm thấy mình đúng là không nhìn nhầm người. Như hữu đạo gia nhập từ Kim Động, cũng có nghĩa là từ Kim Động đã có được Nam Châu. Hiện tại Nam Châu đã cho thấy mình có thực lực điều khiển toàn bộ quốc vận của toàn bộ nước Yến, có được Nam Châu có nghĩa là có được càng nhiều quyền nói chuyện tại nước Yến, đồng nghĩa với việc có càng nhiều quyền nói chuyện tại ba phái lớn trong việc phân chia lợi ích nước Yến, làm sao có thể không vui vẻ được chứ. Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, đó là đại cục, là từ kim động lấy được Nam Châu, mà ông ta càng hy vọng ông ta có thể điều khiển thế cục này. Nói đúng hơn thì ông ta càng hy vọng ông ta có thể trực tiếp cầm quyền Nam Châu. Cho nên, ông ta vẫn hy vọng Nghiêu Hiếu Đạo có thể cưới Văn Mặc Nhi, cưới con gái nuôi của ông ta. Hai bên đã cơ bản đồng ý hợp tác, chỉ còn lại việc khi nào hợp tác chính thức thì Cung Lâm Sách đương nhiên muốn càng nhanh càng tốt. Ông ta nhanh chóng trả lời tin tức, bụi mù cuồn cuộn, đại quân tiến lên, trên đường, Mông Sơn Minh thỉnh thoảng nhìn Cung Lâm Sách ở bên ngoài xe, ông không biết có phải là ảo giác của mình hay không nữa. Ông cảm thấy thái độ của Cung Lâm Sách đối với mình tốt hơn nhiều, cũng hay cười hơn. Cũng không phải là ảo giác của ông, mà thật sự là thái độ của Cung Lâm Sách thay đổi, dù gì thì Mông Sơn Minh cũng sắp trở thành người của mình, đương nhiên thái độ phải tốt hơn rồi hơn nữa lúc trước cung lâm sách cũng có ấn tượng khá tốt đối với mông sơn minh. Hồ nước phản chiếu bầu trời đầy sao, một chiếc bè gỗ được thả trôi theo dòng nước, ở trên chiếc bè có ba người đứng đó. Nghiêu hữu đạo đã nhận được thư trả lời của cung lâm sách, ở trong thư cung lâm sách hy vọng việc này hoàn thành càng nhanh càng tốt, thế nhưng hắn lại không muốn quá nhanh, nên yêu cầu chờ một thời gian. Đây là lần đầu tiên Văn mặc Nhi được trưởng môn mong chờ hoàn thành nhiệm vụ, nên không muốn để Nghiêu hữu đạo kéo dài thời gian, nếu không mình không có cách nào đối mặt với cha nuôi cả hiện tại không hoàn thành chuyện này chẳng lẽ như huynh còn muốn đợi tình hình xuất hiện thay đổi gì hay sao cô suy nghĩ nhiều rồi như hữu đạo khoanh chân lại ngồi trên bè gỗ một tay đỡ kiếm một tay chạm nhẹ vào mặt nước hồ yên tĩnh cảm giác man mát truyền tới từ bàn tay bí cảnh thiên đô sắp mở ra rồi chẳng lẽ cô chưa nghe nói về chuyện này sao văn mặc nhi nhíu mày huynh muốn vào bí cảnh thiên đô hay sao rồi lại lắc đầu huynh là tán tu không có tư cách tiến vào nếu muốn vào thì ít nhất phải chờ tới khi huynh gia nhập từ kim động mới được. Nghiêu Hữu Đạo nghe vậy trợn mắt lên, ngẩng đầu lên hỏi, "Văn cô nương, là cô có bệnh hay ta có bệnh? Biết rõ là đường chết lại muốn đi vào, cô cảm thấy ta chán sống lắm rồi sao?" Văn Mặc Nhi không biết trả lời sao, hỏi lại, "Vậy ý của huynh là gì?" Quản Phương Nghi cười ha ha, trả lời, "Văn cô nương, cô hiểu lầm ý của đạo gia rồi. Đạo gia không muốn vào bí cảnh thiên đô cho nên mới muốn kéo dài thời gian đó." Cô nghĩ xem ngài ấy là tán tu, không có tư cách đi vào, thế nhưng khi trở thành đệ tử tử kim động thì có muốn đi vào hay không cũng không phải do ngài ấy có thể quyết định được. Văn Mặc Nhi giật mình, vội nói, không thể nào. Như huynh, bí cảnh thiên đô mỗi 50 năm mới mở ra một lần, danh sách thí sinh tham dự đều do các môn phái của các quốc gia tuyển chọn ra, rồi báo lại cho phiêu miếu các. Kể cả khi tử kim động muốn phái người đi vào thì cũng không phái huynh ra đâu, nếu thật sự phái huynh đi thì chẳng phải là cầm tảng đá đập lên chân mình như vậy cũng không cần thiết tốn sức mời huynh vào tử kim động như vậy huynh quá lo lắng rồi như hữu đạo lắc đầu cũng không nên nói chắc như vậy rất nhiều chuyện đều khó có thể chắc chắn được ta kết thù với rất nhiều người trong chư quốc nếu không may phải đi vào bí cảnh thiên đô thì việc vui hơi bị lớn rồi sẽ bị người đuổi giết từ đầu tới cuối cô nói xem ta dám mạo hiểm như vậy hay sao ta đề phòng trước vẫn chắc chắn hơn ta có thể đứng ngoài không tham dự vào cũng không cần phải mạo hiểm văn Mạc nhi như huynh chỉ cần huynh gia nhập tử kim động thì trưởng môn không thể để chuyện đó xảy ra được. Kể cả thật sự bắt huynh đi vào, tử kim động cũng muốn thông báo cho các tu sĩ của nước Yến bảo vệ huynh, sẽ không để huynh gặp chuyện không may. Như hiếu đạo xua tay, vẩy nước trên tay đi cũng không hoàn toàn là do bí cảnh thiên đô. Hiện tại chiến sự còn chưa kết thúc, ta không thể công khai đứng về phía tử kim động được. Cô có nghĩ tới hay không, chuyện đã tới trình độ này thì tiêu giao cung và linh kiếm sơn có thể ngồi yên không để ý tới hay sao? bọn họ không muốn từ kim động nhặt được lợi ích này sẽ nghĩ tất cả các cách ngăn cản chuyện này xảy ra tình hình chiến sự hiện tại thì nước yến rất nguy hiểm đang là thời điểm cần nhất trí đối ngoại không thể nội chiến được nếu bởi vì chuyện này mà nội chiến gây nên thất bại của chiến tranh thì được không bù nổi mất nếu nước yến mất thì ta gia nhập từ kim động hay không có quan trọng nữa hay sao cho nên nói trước mắt thì nội bộ không thể xảy ra vấn đề phải ổn định cho nên hiện tại cũng không phải là thời điểm ta gia nhập từ kim động cô yên tâm ta nói thì giữ lời, đợi khi chiến sự kết thúc thì ta sẽ gia nhập tử kim động. Hơn nữa, cô còn ở đây theo dõi ta nữa mà. Cung lâm sách vẫn kiên trì để Văn Mặc Nhi ở nơi đây, khi ông ta kiên trì như vậy thì Nghiêu Hữu Đạo cũng không muốn tại chuyện còn con này mà làm ông ta khó chịu, chỉ cần hắn giữ vững lập trường thì Văn Mặc Nhi cũng không thể làm điều gì cả, cho nên đồng ý. Văn Mặc Nhi yên lặng, lý do này thật sự đáng giá để cho trưởng môn nghĩ lại, có thể kéo dài thời gian về chuyện này. Như Hữu Đạo nói tiếp, hãy cứ nói tới trường hợp ta vào trong bí cảnh đi, nếu hiện tại ta gia nhập tử kim động, đi vào bí cảnh thiên đô thì tử kim động muốn thông báo toàn bộ tu sĩ nước yến bảo vệ ta sao? Thế cô coi tiêu giao cung và linh kiếm sơn là gì? Vật trang trí à, chương 1084, lời đồn một Chỉ sợ tới lúc đó không chỉ có tu sĩ nước khác, ngay cả tu sĩ nước yến đều muốn cái mạng của ta, tới lúc đó tất cả đều là kẻ địch của ta, ta còn có thể sống sót hay sao? hiện tại mà gia nhập tử kim động thì tiêu giao cung và linh kiếm sơn sẽ nghĩ tất cả các cách ép ta đi vào bí cảnh thiên đô chứ. Văn cô nương, hãy cho mọi người tự do chút, không vội. Vừa dứt lời thì hắn ngả người ra phía sau, đưa một tay kề dưới đầu làm gối, nhìn bầu trời đầy sao, thoải mái mà nằm trên bè gỗ. Văn mặc Nhi nhìn chằm chằm vào hắn, rồi nói tại nước triệu giết sứ thần nước Yến, tại nước tề làm bị thương đệ tử thiên hỏa giáo, tại Mao Lư Sơn Trăng thì đối đầu với triều đình, ta còn tưởng như huynh không biết sợ hãi điều gì, thế mà hôm nay gặp mặt. Thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt, như hiểu đạo cười ha ha, muốn nói ta tham sống sợ chết đúng không? Văn Mạc Nhi không thừa nhận cũng không phủ nhận, quay người đi viết mật tín, đưa vào kim xí rồi thả nó dưới ánh trăng sáng. Sau đó nàng ta quay người lại, thấy Quản Phương Nhi đang cười nhìn mình, Văn Mạc Nhi luôn cảm giác nụ cười của đối phương rất kỳ lạ. Quản Phương Nhi hỏi, cô nói với ngài ấy như vậy, không sợ khi ngài ấy trở thành trưởng lão của tử kim động thì trả thù cô sao văn mạc nhi không trả lời quản phương nhi đi tới cầm lấy bàn tay mềm mại của nàng ta rồi cười hỏi văn cô nương thật sự không muốn trở về hay sao văn mạc nhi hồng nương muốn đuổi ta đi hay sao thế thì không phải chỉ là muốn nhắc nhở cô thôi ngài ấy cũng không phải là người tốt chính là một sắc quỷ nếu muốn có một cô gái xinh đẹp như cô thì thủ đoạn dơ bẩn nào ngài ấy cũng dám dùng ta sợ cô không an toàn quản phương nghi chỉ vào ngư hữu đạo đang nằm ở đó mà nhắc nhở văn mặc nhi nghiêng đầu nhìn về phía ngư hữu đạo ngư hữu đạo nhắm mắt cười mỉm hắn muốn kéo dài thời gian về chuyện này mặc dù cũng có nguyên nhân như hắn vừa nói thế nhưng vẫn còn nguyên nhân khác đó chính là thế cục trước mắt còn chưa xác định phải lấy cớ này để làm từ kim động an tâm đã rồi quan sát sau dưới ánh trăng sáng trên bè gỗ có một nam nhân đang nằm hai nữ cầm tay đứng bên cạnh ban đêm yên tĩnh huyền ảo giống như giấc mộng sau khi nhận được tin tức của văn mạc nhi thì cung lâm sách vẫn đứng lặng tại ngoài trướng mà nhìn khắp đại quân rồi thở dài một tiếng ông ta phát hiện mình thật sự là hơi nóng vội nghiêu hữu đạo nói rất đúng hiện tại bí cảnh thiên đô cũng không phải vấn đề vấn đề quan trọng nhất hiện tại chính là nghiêu hữu đạo không thích hợp gia nhập bất cứ nơi nào phải đặt chiến sự lên hàng đầu không thể nội chiến được sau đó ông ta viết một bức thư cho văn mạc nhi đồng ý tạm hoãn nước hàn cảm thấy rất khó chịu Chiến lược của Kim Tước rất tốt thế nhưng đồng minh là nước triệu lại bắt đầu xuất hiện vấn đề, đã nói rằng tấn công nước Yến, đánh hạ Kim Châu thế mà tới giờ vẫn không có động tĩnh nào cả, khi bên mình thúc giục lại còn nhận được lý do là đang trong giai đoạn chuẩn bị tiến công toàn diện nữa. Cần chuẩn bị tới khi nào nữa, làm cho nước Hàn bị cầm chân luôn rồi, còn không chịu xuất binh hay sao, Kim Tước làm ăn như nào vậy? Khi nhận được tin tức phản hồi từ những đội quân tiến công, Ngô Công Lĩnh nhìn chằm chằm vào tin tức rồi đối chiếu trên địa đồ, một lát sau ông ta tức giận, quay lại hét vào mặt những người của ba phái lớn nước Hàn. Đúng vậy, đối mặt với quân đội đã chạy tứ tán, không thể chiến đấu tiếp mà lại tốc độ di chuyển còn chậm của La Chiếu thì ông ta giết rất đơn giản, làm cho La Chiếu tổn thất rất lớn, cũng cướp được rất nhiều lương thực. Thế nhưng hai triệu quân đội của La Chiếu lại được lệnh phân tán chạy trốn, mà binh lực của ngô công lính cũng không nhiều, không thể chia quân ra như của La Chiếu mà đuổi giết nên cũng có một bộ phận quân đội của La Chiếu chạy trốn thành công từ những tin tức của các lộ nhân mã thì tình hình đúng thật là như vậy ông ta đã hạ quyết tâm ra tay với nước tống là bởi vì hiện tại nước tống yếu nhất cũng mong chờ quân đội của kim tước cũng tấn công nước tống thế nhưng mà hiện tại thì kim tước lại không có phản ứng chờ tới khi quân đội còn thừa lại của la chiếu tập trung lại ăn uống no đủ thì số lượng vẫn nhiều hơn quân đội của ông ta tới lúc đó thì lại tới lượt la chiếu tấn công ông ta rồi ông ta đã hại la chiếu tổn thất lớn như vậy la chiếu có thể buông tha cho ông ta mới là lạ hiện tại ngô công lĩnh không tức giận được sao ông ta cảm thấy mình giống như lại bị lừa lần nữa giống như lúc ban đầu khởi binh tại thương châu vậy lúc đầu đã nói cùng với nam châu tạo phản thế mà cuối cùng lại chỉ có ông ta tạo phản cuối cùng còn bị đuổi giết liên tục hiện tại lại có những chi tiết giống vậy làm ông ta rất lo lắng trưởng lão hướng thiên quang của vô thượng cung thở dài quân đội nước triệu không tín nghĩa không chịu xuất binh quân đội của kim tước lại bị quân đội phía bắc nước yến cầm chân không thể làm gì được tín nghĩa đầu óc của kim thước có phải bị hỏng không vậy chiến tranh giữa các quốc gia bên nào không phải vì ích lợi của mình thế mà còn tin vào tín nghĩa chứ ngay cả điều này còn không nghĩ tới còn dám tranh hùng la chiếu nước tống là một thằng ngu kim thước cũng không thông minh hơn bao nhiêu nếu như ta là hoàng đế nước hàn thì đã chém chết hắn từ lâu rồi ngu xuẩn như vậy sống có tác dụng gì chứ ngô công lĩnh tức giận mắng to trước mặt mọi người trưởng lão tào dũng của bách xuyên cốc trầm giọng nói đại tướng quân đừng khẩu nghiệp chọc giận kim thước cũng không tốt lắm ta nhổ vào đừng tưởng ta sợ hắn hắn là cái đinh gì chứ ngô công lĩnh quay đầu chỉ vào địa đồ lão tử khởi binh tại thương châu làm cho nước yến hỗn loạn không được an bình hiện tại lại giết tới nước tống các ngươi nhìn xem nếu tiếp tục tiến công thì chỉ một mình ta đã có thể chiếm được một nửa nước tống rồi lão tử chiến từ nước yến tới nước tống mà các ngươi nhìn lại xem con rùa kim thước kia làm được cái gì chưa lâu như vậy rồi mà vẫn rằng co với nước Yến, ngay cả Thiệu Đăng Vân đều không giải quyết được nữa, loại người này tại sao có thể trở thành đại tư mã của nước Hàn chứ? Ông ta quay lại, nói với mọi người, hay là các người trở về nói chuyện với Hoàng đế nước Hàn, để Hoàng đế nhường chức đại tư mã cho ta. Để cho ta thống lĩnh quân đội nước Hàn, như vậy thì trong vòng 3 tháng, ta cam đoan phá hủy nước Tống, thêm nó vào bản đồ nước Hàn, nếu không được thì ta nguyện dâng đầu mình lên. Tào Dũng nói, nếu tức giận thì nói một lát cũng được. Đừng làm quá. Ngô Công Lĩnh, được rồi, ta không nói linh tinh, hiện tại nghiêm túc, nếu cứ tiếp tục như vậy thì cả nửa nước Tống đều bị ta chiếm đoạt, tới khi chiếm đoạt toàn bộ nước Tống thì công lao này thuộc về ta hay là kim tước? Được, chức quan hắn lớn, ta sẽ không cướp công được, ít nhất thì tới lúc luận công ban thưởng cũng phải công bằng chứ. Ta và các huynh đệ vì nước Hàn mà liều mạng, từ nước Yến đánh tới nước Tống, lập được rất nhiều công lao, các người chuẩn bị ban thưởng cho ta địa bàn lớn bao nhiêu? Hướng thiên quang trầm giọng nói, nếu như Kim Tước không cầm chân một triệu quân đội tinh nhuệ của nước tống tại biên giới phía Bắc thì ông có thể chiếm đoạt được nhiều địa bàn như vậy hay sao? Công lao của ông sẽ không bị cắt xén, mà không phải của ông thì cũng đừng mơ mộng. Bình bình, phu nhân, thấy được không? Ta vì thiên nữ giáo bán mạng như thế nào cũng vô dụng, người ta chỉ xem thiên nữ giáo là vũ khí mà thôi. Ngô công lĩnh than thở với Huệ Thanh Bình, rồi lại nói với trưởng lão tề bích tăng của thiên nữ giáo, tề trưởng lão, ta chính là con rể của thiên nữ giáo, là người của thiên nữ giáo, hiện tại lại đang lập công cho thiên nữ giáo nữa, gần nửa nước tống đều do chúng ta chiếm được, mà tên kim tước kia cũng chỉ ở bên cạnh chiếm lợi mà thôi, chúng ta chịu đựng nguy hiểm lớn như vậy, công lao không thể nhiều hơn sao. chương 1085, lời đồn khai Không thể chia đều công lao được, nếu như hiện tại thiên nữ giáo vẫn muốn nghĩa cho người khác thì ta thật sự không hiểu, nếu như không thừa dịp hiện tại chiếm lợi ích, vậy thì ta cũng chỉ có thể nói đàn bà chính là đàn bà tiểu tiện mà ngồi xổm thì không thể nào thành tài được cũng đừng tham dự vào chuyện này làm gì hãy giải tán mà lấy chồng sinh con đi hãy cứ đi hưởng thụ niềm hạnh phúc của tình yêu nam nữ mà ta cũng là người không chê nhiều vợ tề trưởng lão ta rất hứng thú với ngươi ngươi mà gả cho ta thì có thể cùng bình bình là bình thê không phân cả thứ hai người cũng có thể mang theo vài tỷ muội tới cũng được ta sẽ đối xử như nhau nhiều người hơn nữa thì ta cũng có thể nuôi nổi nói vớ nói vẩn Huệ Thanh Bình nổi giận, người này lại dám nói những lời này trước mặt mình, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Cầm miệng lại, Tề Bích Tăng cũng nổi giận, đây là châm ngòi ly gián một cách công khai, còn chưa thấy qua người nào kiêu ngạo như vậy, muốn chết sao. Mặt Tào Dũng đen lại, hướng thiên quang cũng nói, còn dám nói vớ vẩn thì ta sẽ xé nát miệng của ông. Ha ha, một lũ ngu muội. được rồi, nếu như không thích nghe thì coi như ta chưa nói cái gì, ta tức lên có khi dùng một mình ta cũng có thể chiếm toàn bộ nước tống, còn cần cái tên kim thước kia làm cái gì? Chúng ta đi, ngô công lĩnh quay người nói với đan đông tinh rồi đi ra ngoài. Đan đông tinh cũng đi theo sau ông ta, liếc mắt nhìn ông ta với ánh mắt thâm sâu. Lời vừa rồi thật sự là không dễ nghe, tề bích tăng cũng rất tức giận, thế nhưng sau khi tỉnh táo lại mà suy nghĩ thì lời này cũng có chút đạo lý, có vẻ như đây chính là thời điểm tốt để chiếm lợi cho môn phái. Khi thấy phản ứng của tề bích tăng thì tào dũng lạnh lùng mà nhắc nhở, cái tên khốn kia đang châm ngòi ly rán chúng ta, nói rằng vì tốt cho thiên nữ giáo, thế nhưng trên thực tế là muốn để các ngươi dành địa bàn cho hắn mà thôi. Ánh mắt tề bích tang chấp động, bọn họ nghĩ như thế nào thì ngô công lính cũng mặc kệ, dù sao ông ta cũng không nhàn rỗi, mà thừa cơ này chiêu mộ binh sĩ. Ngô công lính sai người tản ra, lời đồn, nói rằng La Chiếu đã đại bại, nước tống sắp xong đời rồi, làm cho nhân dân nước tống tìm tới nơi này nương tựa. Còn nói rằng phía bắc nước tống gặp nhiều binh đao, tới được phía nam nước tống thì ông ta có thể bảo vệ mọi người yên bình, Tới phía nam nước Tống có cơm ăn, được chia đồng ruộng, tới càng sớm càng được nhiều, tới trước được trước. Ông ta cũng không quan tâm trên tay mình thật sự có những thứ đó hay không, cứ lừa dân chúng tới đó trước rồi mọi chuyện sẽ giải quyết sau. Quá đáng hơn chính là, ông ta còn nói, sau khi chiếm đoạt nước Tống thì ông ta muốn làm hoàng đế nước Tống, cổ vũ dân chúng nước Tống mang theo lương thực và tài sản tới đây, người tới coi như lập công sẽ được làm quan. Càng kỳ lạ hơn chính là, một nhóm lưu dân bị ông ta bắt vì mạng sống của mình mà đồng ý gia nhập. Lúc này, Ngô Công Lĩnh sai người hộ tống nhóm lưu dân này tới một tòa thành trì trống rỗng ở hậu phương, phong cho một tiên sinh dạy học trở thành huyện lệnh, cũng cho nhóm này một phần lương thực để duy trì cuộc sống, còn để mấy tên tu sĩ dẫn theo 100 binh lính ở lại để duy trì trật tự, mệnh lệnh huyện lệnh sắp xếp cho lưu dân bắt đầu trồng trọt. Dù sao nhóm lưu dân này cũng không đông, cũng không tốn nhiều lương thực lắm. Ngô Công Lĩnh làm giống như thật vậy, làm cho Đan Đông Tinh cảm thấy dở khóc dở cười. Người nào cũng biết Ngô Công Lĩnh chính là một bù nhìn rơm của nước Hàn, nên cũng không quan tâm lắm, chỉ xem như chuyện cười mà thôi. Cứ để ông ta tự sướng đi, dù sao cái tên này cái gì cũng dám nói, cũng làm rất nhiều chuyện dở hơi rồi, thêm lần này cũng không tính là ngạc nhiên lắm. Hoàng cung nước Hàn, trong ngựa thư phòng, Hoàng đế nhiếp chấn đình đang phê duyệt tấu trương. Hoàng đế rất trẻ, còn chưa tới 30 tuổi, là Hoàng đế trẻ tuổi nhất trong 7 quốc gia, lên ngôi từ năm mười mấy tuổi. Kim Tước nhanh chân đi vào, Hành lễ, thần Kim Tước, tham kiếm bệ hạ. Tình hình chiến đấu tại tiền tuyến vẫn luôn được đưa về nơi này, trong thế cục hiện tại Nhiếp Chấn Đình vẫn khẩn cấp gọi Kim Tước trở về. Đại tư mã không cần đa lễ, Nhiếp Chấn Đình ngẩng đầu, để bút xuống và ra hiệu Kim Tước đứng dậy, sau đó đứng dậy vòng ra trước bàn, quan sát Kim Tước, đại tư mã tại tiền tuyến đã vất vả rồi. Kim Tước chắp tay, nói, lão thần xấu hổ. Nhiếp Chấn Đình đỡ tay của ông ta, nơi này cũng không có người ngoài, đại tư mã không cần câu nệ. Trước khi Phụ Hoàng Lâm Trung đã liên tục khuyên chấm, Đại Tư Mã chính là trụ cột của quốc gia này, chỉ cần có Đại Tư Mã thì chấm sẽ không cần lo lắng việc tuổi nhỏ đã đăng cơ. Hiện tại mặc dù chiến sự khó khăn, thế nhưng nước Hàn chúng ta vẫn ở vào thế bất bại, đều là do Đại Tư Mã mà có, làm sao mà xấu hổ chứ. Kim Tước lắc đầu, bệ hạ quá khen, lão thần không dám nhận. Nhiếp chấn đình, không nói những lời khách sáo nữa, nói chuyện chính đi, tại thế cục trước mắt thì Đại Tư Mã định làm cái gì có cách nào giải quyết hay không kim tước trên đường trở về thì lão thần đã nghĩ ra cách rồi nha ánh mắt của nhiếp trấn đình sáng lên đại tư mã cứ nói chấm rửa tai lắng nghe kim tước tại nước triệu cần lưu ý tới thái độ của hai người đầu tiên là đại đô đốc bằng đằng ông ta có lòng xấu hổ đối với yến tuyết o chịu sự nhục nhã trước mặt yến tuyết hiện tại cung đã lên dây chắc chắn không dễ dàng mà dừng tay người thứ hai là hoàng đế nước triệu hải vô cực bởi vì rất nhiều nguyên nhân mà Kim Châu chính là tâm bệnh của ông ta, mặc dù hiện tại đã lấy lại được Kim Châu, thế nhưng người mà ông ta lo lắng cũng đã chạy tới Nam Châu, vì vậy mà canh cánh trong lòng. Nước Triệu đối với việc quân đội nước Yến đang tiếp cận mà vẫn chậm chạp không phản ứng, đều bởi vì trong triều vẫn đang tranh luận kịch liệt, bệ hạ có thể dùng một thủ đoạn nho nhỏ để nước Triệu có thể hạ quyết tâm nhanh hơn. Nhiếp Trấn Đình hào hứng nói thủ đoạn nào, Kim Thước, bệ hạ hãy sai bảo một vài người, âm thầm chạy tới Nam Châu dùng danh nghĩa của hải như nguyệt mà tản lời đồn hãy nói rằng hải như nguyệt đã thể trước trời phải lấy lại được kim châu nhiếp trấn đình nghi ngờ hỏi lại chỉ đơn giản như vậy sao kim tước mỉm cười nói cũng chỉ cần đơn giản như vậy thôi chỉ cần lời đồn tản ra thì không cần biết thật giả thế nào hải vô cực chắc chắn sẽ hạ quyết tâm tiến đánh nam châu nếu thất bại thì chuyện này cũng không gây tổn thất gì nên cứ thử cũng không sao nhiếp trấn đình làm theo lời của kim tước âm thầm sai người tới nam châu giải lời đồn Lời đồn vừa xuất hiện, chỉ mấy ngày sau đó, trên triều đình nước Triệu, Hải vô cực loại bỏ tất cả chỉ trích, hạ một mệnh lệnh cuối cùng cho Nam Châu, nếu trong 3 ngày tới mà Nam Châu không đuổi quân đội Kim Châu ra ngoài thì triều đình sẽ phái binh tiến đánh. Nam Châu trả lời, nói rằng quân đội Kim Châu quyết tâm lấy tới cùng, sẽ không đi. Thời gian 3 ngày qua nhanh như trước mắt, nước Triệu không có được câu trả lời hài lòng nên Đại Đô Đốc Bàng Đằng dẫn đầu Đại quân phát động tiến công với Nam Châu. Quân đội Nam Châu và quân đội Kim Châu liên hợp với nhau chống trả quyết liệt. Đạo gia, đại đô đốc nước triệu là bàng đằng tự mình lĩnh quân, tiến công Nam Châu của chúng ta. Khi nhận được tin tức khẩn cấp từ Nam Châu, quản phương nghi vội vàng thông báo mà không quan tâm tới có người khác ở đây hay không. Đám người ở đây nghe thấy vậy, mọi người đều nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo, mọi người đều biết Nam Châu có ý nghĩa như thế nào với hắn. Nếu như không thể ngăn cản đợt tiến công của nước triệu thì tức là quân đội Nam Châu đã thất bại, mà mất đi Nam Châu có nghĩa là tất cả nền móng mà hắn vất vả xây dựng trong những năm gần đây đều biến mất. chương 1086, Tứ Quốc xung đột. Tô Chiếu, bất lực ngồi dưới tàng cây, yên lặng mà quan sát bóng lưng của Ngưu Hữu Đạo, trong tình hình tin tức không thông như này thì nàng ta không biết được tại sao nước triệu lại tham chiến. Ánh mắt văn mặc nhi từ trên người Ngưu Hữu Đạo chuyển tới những người khác để nhìn phản ứng của họ là như nào, không hiểu được những người này là những ai. Ngưu Hữu Đạo khá lo lắng, dù thông minh hơn nữa thì trong việc đánh chính diện với một quốc gia như này thì hắn cũng không nghĩ ra cách nào tốt cả. So về quân đội, số lượng của người ta nhiều hơn nhiều, so về tu sĩ thì bên mình cũng kém hơn. Chiến trường là nơi chiến đấu chính diện, là nơi phải dùng thực lực thật sự, mặc dù có thể lợi dụng âm mưu, thế nhưng lại không có một chiều kính thứ hai cho hắn lợi dụng thay đổi chiến cuộc, hắn còn chưa có năng lực mạnh tới mức đứng vững trước quốc lực các nước. Kích thích chiều kính có tác dụng, phần lớn bởi vì mông sơn minh có thực lực mạnh mẽ, có thể chiến thắng tuyệt đối. Hắn cũng chỉ phá hủy kỳ chiêu mà Trần Thiếu Thông chuẩn bị mà thôi. Nếu như lúc đó quân đội của Mông Sơn Minh ngang bằng với Trần Thiếu Thông thì dù sử dụng cách nào đi nữa, Mông Sơn Minh cũng không thắng được. Tại sao hắn lại có thể đồng ý yêu cầu của tử kim động đơn giản như vậy? Đó chính là bởi vì Nam Châu có nguy cơ bị tấn công, mà thực lực của Nam Châu có hạt, vào lúc này hắn không thể đắc tội thêm tử kim động được, mà hắn còn muốn nhờ thế lực của tử kim động dẫn dắt toàn bộ lực lượng của nước Yến hỗ trợ Nam Châu nữa. Chỉ khi tử kim động coi Nam Châu là thuộc địa của mình thì tử kim động mới có thể dùng toàn lực hỗ trợ. Đạo gia, viên cương đi tới cạnh Nhiêu Hữu Đạo, Nhiêu Hữu Đạo quay đầu nhìn hắn ta, cũng biết hắn ta muốn nói gì. Hắn nhìn chằm chằm viên cương một lát rồi rút kiếm ra, đi về phía sâu của khu rừng. Quản Phương Nhi và viên cương nhìn nhau, rồi đi theo sau. Đi được một lát, nhiều hiếu đạo mới bình tĩnh mà nói, Hồng Nương, thông báo cho Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông, Linh Tú Sơn, toàn lực phối hợp với Vương Gia, nghe theo mệnh lệnh của Vương Gia. Sau đó mời quỷ mẫu nữa, hy vọng quỷ mẫu mang theo đám quỷ tu phối hợp với chúng ta. Còn về phía Độ Vân Sơn, mặc dù bọn họ ở nước triệu, cũng không tiện lắm, thế nhưng hiện tại tình hình của Nam Châu rất nguy hiểm, hy vọng Vân Cơ có thể mang theo đám yêu quái Độ Vân Sơn tới phối hợp nói cho nàng ta biết rằng chỉ cần bảo vệ được Nam Châu thì ta sẽ trích một khối địa bàn từ Nam Châu ra cho đám yêu quái Độ Vân Sơn. Được, Quản Phương Nhi gật đầu. Còn nữa, Nhiêu Hữu Đạo gọi bà ta lại, nói cho Tư Dồ Diệu rằng hiện tại không phải lúc phân tranh, quân đội Kim Châu và đệ tử Vạn Động Thiên Phủ cần phải thống nhất quản lý. Vương Gia và Mông Sơn Minh đều thích hợp ra lệnh hơn, lúc này kẻ nào dám ngăn cản thì đừng trách ta độc ác. Được rồi, Quản Phương Nhi đáp, lần này bà ta cũng không nói thêm cái gì nữa mà nhanh chóng hành động. Nghiêu Hữu Đạo dừng bước, quay người rồi nhìn chằm chằm vào Viên Cương, liên lạc với Hiểu Nguyệt khác, thỉnh cầu bọn họ đi quấy rối về phương diện tình dục với quân đội nước Triệu, chỉ cần bọn họ có tác dụng thì điều kiện nào cũng có thể nói. Lần này, hắn không thể ở phía sau điều khiển nữa, mà phải dùng tất cả lực lượng đang có trong tay tham dự vào chiến trường. Trước khi đại quân của nước Yến tới trợ giúp, chỉ có thể dựa vào lực lượng của Nam Châu để ngăn cản nước Triệu, Nghiêu Hữu Đạo không thể không điều động người của mình đi ra trợ giúp. Viên Cương gật đầu, nói, vậy chúng ta có đi tới tập hợp với vương gia hay không? Nghiêu hữu đạo hất cằm về phía đám người bên kia nói, lai lịch của cô ta ra sao? Còn phải hỏi nữa à? Viên cương bó tay rồi. Chỗ tốt khi ổn định tử kim động rất rõ ràng, khi Nam Châu gặp nguy hiểm thì tử kim động đã gấp rút điều động một nhóm cao thủ, dùng phi cầm bay nhanh tới hỗ trợ Nam Châu, nếu không có nhóm người này thì Nam Châu rất khó ngăn cản lực lượng tu sĩ của nước triệu sau đó cung lâm sách lại đứng tại lập trường nước Yến thuyết phục tiêu giao cung và Linh Kiếm Sơn điều động thêm một nhóm cao thủ tới Nam Châu hỗ trợ. Sau khi nhóm lương thực mà nước vệ được chuyển tới nước Yến thì cũng là do cung lâm sách thuyết phục tiêu giao cung và Linh Kiếm Sơn, để lại một nửa số lương thực cho Nam Châu, cung cấp lương thực cho Nam Châu chiến đấu. May mắn là bên nước Yến còn có tu sĩ của ba quốc gia là Tấn, Vệ, Tề hỗ trợ, mặc dù tu sĩ của nước Tấn đều là hạng người vớ vẩn. Nước Triệu là đại đô đốc bằng đằng, nước yến là dung thân vương thương chiêu tông cả hai dẫn quân chém giết rất mãnh liệt và hào hùng đối mặt với số lượng quân đội khổng lồ tu sĩ mạnh mẽ của nước triệu thương chiêu tông không hoảng loạn chút nào tập trung nam châu kim châu và lực lượng các bên tới hỗ trợ tạo nên lực lượng chống lại nước triệu rất mạnh mẽ không nhường chút nào người cướp ta thì ta cũng phải cướp lại thể hiện tinh thần tử chiến tới cùng không thể để nền tảng xây dựng đã lâu tại nam châu bị hủy diệt nam châu liên tục được xây dựng các công trình dân sinh tại đây thật vất vả mới có được cơ sở như ngày hôm nay, xây dựng lên rất khó khăn, đó chính là tâm huyết của rất nhiều người. Thế nhưng nếu muốn hủy diệt lại rất dễ dàng, nếu bị hủy thì lại phải xây dựng lại từ đầu. Nuôi binh nghìn ngày, dùng binh một giờ. Đối mặt với gần 2 triệu đại quân của nước triệu thì thương chiêu tông đứng trước quân đội mình, hét với giọng đau xót bảo vệ Nam Châu. Bảo vệ Đại Yến, bảo vệ quốc gia, tướng sĩ Nam Châu huyết chiến, rất nhiều tướng sĩ đều nhuộm máu xa trường, không thể thống kê được đã có bao nhiêu máu và nước mắt chảy xuống nơi đây. Không chỉ hai triệu quân đội đang chiến đấu, mà nước triệu rất hùng hổ tập kết thêm hai triệu quân đội đang trên đường tới nơi đây, quyết tâm san bằng cả Nam Châu. Nước vệ và nước tề cùng nhau chỉ trích nước triệu, thế nhưng vô dụng. Nước triệu cũng đã tập kết hai đoàn quân cắm tại biên giới nước vệ và tề. Mặc dù nước tấn cũng vờ việc chỉ trích nước triệu, thế nhưng nước triệu lại biết, chỉ cần nước tấn vẫn ở phía sau nhìn chằm chằm vào nước vệ và tề thì hai nước này cũng không dám dùng quá nhiều quân đội đi hỗ trợ. Về phần nước Yến, khi biết được Nam Châu bị xâm lược thì 80.000 thiết kỵ Nam Châu đang chinh phạt phía đông cũng vội vàng đi ngày đi đêm trở lại. Khi biết được Thương Chiêu Tông đang ở tiền tuyến dùng ít địch nhiều, Mông Sơn Minh cảm thấy rất tức giận, tổng động viên toàn quân, rồi hạ lệnh đánh tới nước Triệu, diệt Triệu. Ông dẫn 2 triệu đại quân từ nước Tống trở về Nam Châu, muốn quyết một trận tử chiến với nước Triệu. Còn nước Hàn, khi thấy nước Triệu và nước Yến chuẩn bị chiến tranh thì biết rằng mục đích đã đạt tới, liền bí mật cầu hòa với nước Yến. Tại sao lại phải bí mật cầu hòa? Bởi vì nếu công khai thì lại không thể ăn nói với nước Triệu. Mặc dù nước Yến biết được điều này nhưng vẫn rất vui vẻ, bởi vì quyết chiến tại hai chiến trường cũng không phải là chuyện đơn giản, nên cũng bí mật ngừng chiến với nước Hàn. Mặt ngoài thì hai bên vẫn đang đánh, thế nhưng cũng chỉ giả vờ mà thôi, phần lớn quân đội nước Hàn đều thay đổi phương hướng, Lao tới nước Tống, chỉ có để lại một bộ phận nhỏ ở lại. Quân đội điều động với quy mô lớn như vậy, không thể lừa gạt được người có tâm, nước Triệu rất nhanh cũng đã biết được hướng đi của quân đội nước Hàn, cũng đứng ra chỉ trích. Nước Hàn lại lấy cớ rằng nước Tống tấn công nước Hàn, sự thật thì ở biên giới nước Tống, quân đội nước Hàn chủ động khiêu khích, còn quân Tống chỉ bị ép phải đánh trả. Mặc dù biết được bị nước Hàn lừa, thế nhưng nước Triệu đang trong tình trạng đâm lao thì phải theo lao. Hoàng đế Hải vô cực ép hết các âm thanh phản đối xuống mà hạ lệnh tấn công Nam Châu, nếu không thể giải quyết hết quân đội Kim Châu mà đã rút lui, vậy những tổn thất của quân đội phải làm sao? Trước khi tấn công thì đã phải nghĩ hậu quả này, đây cũng là nguyên nhân trước đó triều đình nước triệu phản đối tấn công Nam Châu. chương 1087, ta cho các ngươi giã vở nhã nhặt một. Hơn nữa, có rút hay không cũng không hoàn toàn là do nước triệu, người đã tấn công nước Yến, đúng hơn là tấn công Nam Châu, làm cho Nam Châu trả một cái giá rất đắt hiện tại quân đội bạn của nam châu sắp tới ngươi lại muốn chúng ta coi như chưa có chuyện gì xảy ra có chuyện ngon ăn như vậy hả thương chiêu tông và mông sơn minh đều là võ tướng cũng đều là người táo bạo đã tập kết quân đội chạy tới nếu chưa phân thắng bại thì chắc chắn sẽ không dừng tay hai bên đã so đấu cũng đều có khẩu hiệu chiến đấu bàng đằng vẫn hết rằng nam châu phải đẩy quân đội kim châu ra ngoài thương chiêu tông cũng không khiêm tốn ra lệnh nước triệu phải trả lại lãnh địa kim châu cho quân đội của kim châu Nước Yến người ngay cả cơm đều không thể ăn no, giống như một tên ăn mày đi cầu xin khắp nơi mới có thể đánh trận, thế mà còn dám tham dự vào phản quân nước Triệu hay sao? Nước Triệu làm sao có thể đồng ý điều kiện nhục nhã kia cơ chứ? Thương Triêu Tông cũng không dễ dàng làm hòa với nước Triệu, nếu điều kiện trên chưa được thỏa mãn thì không thể nào làm hòa. Hiện tại quân đội nước Yến đã sắp tới đây trợ giúp, hắn ta phải thừa dịp này cướp lại Kim Châu cho quân đội Kim Châu, có Kim Châu thì hắn ta mới có được một bức tường ngăn cản những nguy cơ của nước Triệu nếu không thì với tình trạng tàn tạ của Nam Châu hiện tại, một khi các phương bình chiến, mà người khổng lồ như nước triệu ngay ở trước mặt ngươi, lúc nào đó không vui là có thể đánh ngươi vì ngươi nhỏ yếu. Điều đó thật sự làm cho Nam Châu thật sự là ăn ngủ không yên. Quân đội chủ lực của nước Hàn chạy tới biên giới nước Tống, lấy cớ rằng nước Tống cố ý khiêu khích, nên đã phát động cuộc tấn công nhằm vào nước Tống. Mông Sơn Minh cũng đã dẫn quân trở về Nam Châu, hiện tại đang chiến đấu với nước Triệu, hai bên chém giết tới mức trời đất mịt mù trong cùng một thời gian bốn trong bảy quốc gia trên thiên hạ đều bị quấn vào trong chiến tranh nước vệ và nước tề cũng không nhàn rỗi dùng tài nguyên để ủng hộ quốc gia mà mình muốn ủng hộ sau khi chủ lực nước yến và quân triệu chiến đấu với nhau tu sĩ hai nước vệ và tề đều thay đổi địa điểm trợ giúp nhanh chóng lao về phía nước tống để bảo vệ cho lợi ích của quốc gia mình trước đó hai nước tề và vệ còn chỉ trích nước tống thế mà hiện tại lại đi tới hỗ trợ nước tống rồi hiện tại nước yến đang đình chiến với nước hàn và nước tống lại chiến tranh với nước triệu. Cứ để bọn họ chiến tranh đi, đối với nước vệ và nước tề thì tình hình nước tống hiện tại còn nguy hiểm hơn. Trong bảy quốc gia thì chỉ còn có nước tấn, sai người tới cũng chỉ tới tham quan mà thôi. Tới trình độ này, sáu nước cũng có thể cảm giác được, nước tấn núp ở phía sau nở nụ cười kỳ dị mà âm trầm, mài đao xoèn xoẹt. Thế nhưng lại không có cách nào khác, chiến tranh xảy ra, không thể nói dừng là dừng được, ai cũng không dễ dàng lùi bước. Chiến tranh giữa nước Yến và nước Triệu rất kịch liệt và hoành tráng, mà nước Tống thì lại rất khổ sở khi bị nước Hàn tấn công. Thực lực của nước Tống bị tiêu hao quá lớn, lực lượng hiện tại rất không đủ, tiền phương thì bị quân đội nước Hàn đánh bại liên tục, hậu phương lại có ngô công lĩnh quấy dày. Mối họa diệt quốc đã sắp trở thành sự thật chứ không phải chỉ là nói xuông nữa, làm cho toàn bộ nước Tống trở nên hoảng loạn. Lời đồn của ngô công lĩnh lúc này cũng thành sự thật, phía bắc nước Tống thật sự xảy ra đại chiến, dưới tình hình ép bức nên rất nhiều gia đình đã trốn chạy về phía Nam, gia nhập vào thế lực của Ngô Công Lĩnh. Mặc dù rất nhiều người là không thật lòng khi gia nhập vào Ngô Công Lĩnh một kẻ đã giết chết huynh trưởng của mình, thế nhưng hiện tại trong nước Tống chỉ có khu vực do Ngô Công Lĩnh cầm quyền thì mới có thể để mọi người tránh đi chiến tranh. Phía Nam nước Tống rất trống trải, khu vực hoạt động của Ngô Công Lĩnh quá lớn, nước Tống thật sự là không thể tiêu diệt Ngô Công Lĩnh, mà nước Hàn chắc chắn sẽ không đánh Ngô Công Lĩnh. Người ta không tới đây trốn thì có thể chạy tới đâu nữa. Đương nhiên cũng có một phần nhỏ người đang nghĩ cách vượt qua con sống, trốn về phía nước Yến. Nói cho cùng, những kẻ chạy trốn về phía Nam cũng chỉ cầu được sống thôi, ngô công lĩnh dù ai đến cũng không từ chối. Trong lúc nhất thời, các loại tài nguyên tống quốc lần lượt tụ tập về phía Nam, vấn đề lương thực trở nên nghiêm trọng, ăn vĩnh viễn là danh giới cuối cùng của con người. Mặc dù ngô công lĩnh lấy được không ít lương thực từ tay la chiếu, trong số những kẻ đầu quân tới cũng không ít người vì bảo vệ tính mạng người nhà mình quyên tặng không ít lương thực cho ông ta, người quyên tiền quyên lương thực, căn cứ mức quyên bao nhiêu để cho một chức quan không lớn không nhỏ. Nhưng lương thực trong tay ông ta có nhiều mấy cũng có hạn, không thể nuôi sống được nhiều người tìm tới như vậy. Làm sao bây giờ, với ngô công lĩnh mà nói, dễ xử lý thôi, dù sao người cũng đã lừa tới rồi. Nói theo cách của ông ta, ta đã cho các người môi trường sống an toàn, các người có thể an tâm ngẫm nghĩ cách sinh tồn, đi săn trong núi hay ăn cỏ ăn vỏ cây, tự mà nghĩ cách đi. Còn có cách khác để no bụng không? Có độ tuổi thích hợp có thể tham quân, tới là có cơm ăn. Trong nhà có cô nương, có thể cân nhắc gả cho binh dưới quyền của ta, binh dưới quyền của ta có thể được phân lương nuôi sống gia đình. Gả cho binh dưới quyền của ta dĩ nhiên cũng trong nhà có cô nương, có thể cân nhắc gả cho. Lễ nghĩa liêm sỉ đối mặt vấn đề sinh tồn, không còn sót lại chút gì. Trong lúc nhất thời, phản quân phản loạn từ Thương Châu đánh đến đây lại trở thành miếng bánh thơm ở đây, không biết bao nhiêu bao nhiêu gia đình chủ động dâng khuê nữ đến tận cửa. Chư quốc đại chiến say xưa, nơi này lại xuất hiện tình trạng rước dâu trên diện rộng, bầy không khí hoàn toàn khác với bầu không khí của thiên hạ. Trong thành, trong quân doanh chú đóng tạm thời, chư tướng đi theo ngô công lĩnh vào trong nhà, đi thẳng đến võ đài. Trên đường đi gặp thân binh đến truyền tin, thân binh giao tin tức xong đang định rời đi, ngô công lĩnh lại vẫy lại, xấu hầu tử, đừng chạy, lại đây. Thân binh được gọi là xấu hầu tử lập tức quay lại chờ phân phó. Ngô công lĩnh đánh giá gã từ trên xuống dưới, hỏi nghe nói tiểu tử ngươi một hơi cưới hai cô vợ à có chuyện này không xấu hầu tử lập tức cười hì hì vò đầu nói thuộc hạ cũng chỉ làm theo phân phó của đại tướng quân cứu nạn dân như cứu hỏa người ta cầu đến tận cửa thuộc hạ cũng không đành lòng từ chối ngươi không đành lòng cái rắm còn chẳng phải thấy người ta đẹp à ngô công lĩnh đấm nhẹ vào ngực gã cơ thể này của ngươi cưới hai cô vợ có thể tiêu được hết không đệ tử thiên nữ giáo phụ trách hộ vệ xung quanh cũng không kìm được nhìn về phía này phát hiện dường như trong miệng người này chưa từng nghe thấy được câu gì tốt đẹp khóe miệng huệ thanh bình đi theo một bên hơi co rút với những lời lẽ hộ uế trong miệng ngô công lĩnh dường như bà ta đã không còn cảm thấy kinh ngạc nữa nếu ngô công lĩnh nói mấy lời tích đức thì mới khiến người ta cảm thấy kỳ lạ xấu hầu tử ưỡn ngực không thành vấn đề ngô công lĩnh mạnh miệng vô ích chân mềm rồi thì không làm được chính sự đâu lập tức xéo ngay cho ta ta xem ngươi lấy gì nuôi sống cả gia đình chắc chắn sẽ không đâu Sấu hầu tử lớn tiếng cam đoan, cút, ngô công lĩnh hét lên. Sấu hầu tử co rụt đầu, lập tức bỏ chạy. Phí tướng kim tường ở bên hơi lo lắng, nhắc nhở, đại tướng quân, đại chiến trước mắt mà cứ để các huynh đệ buông lỏng làm chuyện hỉ có thích hợp không. Ngô công lĩnh liếc mắt nhìn y, không để ý, dẫn mọi người đi tới võ đài. Trên giáo đường có một đám nhân mã xếp hàng ngay ngắn, ngô công lĩnh đi lên đài, đi lòng vòng hai vòng trên đài, cất cao giọng. hôm nay triệu tập mọi người nói chút chuyện chính sự, chính sự gì đó là nói chuyện mọi người thành thân. Trường 1088, ta cho các ngươi giã vở nhã nhặt hai. Ha ha, hi hi, phía dưới vang lên trận cười. Ngô công lĩnh đưa tay chỉ chỉ kim tường, ban nãy vừa mới hỏi ta, đại chiến trước mắt, để các huynh đệ xử lý chuyện gì có thích hợp không? Mọi người cảm thấy có thích hợp không? Đám tướng sĩ dưới đài hai mặt nhìn nhau, cũng không biết có thích hợp không, không biết nên trả lời như thế nào. Ngô công lĩnh nói, nói thật, ta cũng cảm thấy không thích hợp, chiến sự làm trọng mà. Nhưng ta vẫn làm như vậy, vì sao? Lúc trước các huynh đệ cùng ta khởi binh ở Thương Châu là muốn cùng tạo ra một tiền đồ, kết quả ngô công lĩnh ta vô năng, chẳng những không cho các huynh đệ tiền đồ mà còn liên lụy vợ con mọi người, làm hại mọi người cửa nát nhà tan, nhà cũng không có. Hốc mắt ông ta đỏ lên, vỗ ngực bốp bốp, lớn tiếng nói là ngô công lĩnh ta có lỗi với các huynh đệ, hại tất cả mọi người thành kẻ độc thân. Những lời này có lẽ đã khơi gợi chuyên thương tâm của không ít người, có người chồng mắt đỏ lên, có người nghẹn ngào nhớ tới già trẻ trong nhà bị chiến hỏa liên lụy. Cho nên mặc kệ điều kiện thế nào, dù là điều kiện khó khăn đi nữa, việc này ngô công lĩnh ta phải gánh hết, phải cho các huynh đệ một công đạo, phải cho các huynh đệ một lần nữa có nhà có đúng không? Huệ Thanh Bình nghe vậy liền nhìn ông ta, trong ánh mắt có chút kinh ngạc. Có nhà là chuyện tốt, cho nên mỗi người kết hôn chí ít đều sẽ được phát phụ cấp 10 kim tệ, nhưng chúng ta không thể biến chuyện tốt thành chuyện xấu, không thể biến thành kẻ điếc mù loà không nghe thấy chuyện ngoài cửa ta nghe nói có người cưới một phòng, cũng có người cưới nhị phòng tam phòng tứ ngũ phòng. Đương nhiên, có năng lực cưới ta không ngăn, sẽ chỉ chúc mừng, sẽ chỉ vui mừng vì các huynh đệ. Nhưng không thể làm loạn, trước mắt chiến sự chưa yên, ôm nữ nhân không xuống giường được, cầm không nổi đau, bò không lên chiến mã, như vậy có được không? Đều chán sống rồi sao? Đợi tới lúc nếm phải thất bại nhiều, người có cưới nhiều mấy cũng chỉ là nằm mơ, đều phải trở thành của người khác ngay cả loại vớ vẩn như xấu hầu tử cũng có thể cưới được hai đại mỹ nhân yêu kiều dựa vào cái gì chính là vì đau thương trong tay chúng ta đủ sắc không phải vì các người mặt mày trắng trẻo là có thể dụ được mọi người không thể vứt đi cái căn bản này sau này chúng ta muốn có chỗ đặt chân trên mảnh đất này nếu làm mảnh đất này xấu đi rồi lẽ nào lại muốn bị đuổi chạy khắp nơi nữa sao các huynh đệ cũng nên kiềm chế lại không thể làm quá mức ta nói như vậy các ngươi nghe có hiểu không đã hiểu cả đám cùng kêu to lên Tốt, ngô công lính gật đầu, nếu đều đã nghe hiểu thì tốt, nghe hiểu thì phải quy củ, quy củ này đã lập rồi, nếu còn phạm vào quy củ thì đừng trách ta. Sau khi rời khỏi võ đài, ngô công lính lại triệu tập chư tướng nghị sự, định ra quy củ, từ hôm nay trở đi, sĩ tốt phổ thông bên dưới chỉ có thể cưới một vợ, đến cấp bậc nhất định, nhiều nhất chỉ cho phép cưới hai vợ. Trong thời gian chiến tranh quy củ sẽ như vậy, đợi thiên hạ Thái Bình, có bản lĩnh thì tự đi mà cưới. Sau khi chư tướng lĩnh mệnh, Ngô Công Lĩnh lại nhắc nhở một tiếng, ngoài ra, đừng cứ nhìn chằm chằm mấy nàng xinh đẹp, đợi sau khi dừng chân, mọi người có quyền thế còn sợ không có nữ nhân xinh đẹp sao. Không được tranh giành với các huynh đệ bên dưới, tình hình bây giờ xấu đẹp không quan trọng, quan trọng là ổn định lòng người, nữ nhi của mấy gia đình giàu có đầu quân, mọi người phải vơ hết. Hôm nay ta cũng lập một quy củ cho các huynh đệ có cấp bậc, muốn cưới chỉ có thể cưới người nhà của các hộ giàu, có nghe thấy không hả? Cả đám lập tức giờ khóc giờ cười, một tướng ai oán nói, đại tướng quân, ai không thích xinh đẹp, cưới mấy nàng khó coi với ổn định lòng người liên quan gì với nhau. Ngô công lĩnh lập tức trả lời, có phải ngươi ngốc nên đầu xì khói không thông khí nữa không? Ta đã nói rồi, chúng ta muốn đặt chân ở đây, căn cơ chúng ta nông cạn, làm sao mau chóng đặt chân. Biện pháp tốt nhất chính là thông gia, nói khó nghe chút chính là buộc chặt, các người có quan hệ thông gia với các hộ lớn kia, các huynh đệ bên dưới tìm tới những hộ bình dân đều là quan hệ thông gia, đến lúc đó những người đầu quân phía nam mặc kệ thực tình hay giả ý đều sẽ không thể quay đầu được, cũng chỉ có thể đứng bên phía chúng ta, những người này liên kết lại sẽ thành thế lực lớn chừng nào. Lời vừa nói ra, cả đám bừng tỉnh ngộ, đừng nói kim tường, ngay cả Huệ Thanh Bình cũng ngẫm nghĩ, cuối cùng hiểu rõ vì sao tên này lại để cấp dưới kết hôn trắng trợn. Đơn đông tinh quyền trưởng môn động tiên các đứng bên nghe mà cũng lắc đầu, thật sự phục vị này, cả đường toàn làm những chuyện không tốt vậy mà cũng có thể đi đến giờ. Ngô công lĩnh chỉ mũi đám người tiếp tục mắng, các người nghĩ đám các ngươi rất đáng gầm sao. Đều là những kẻ thô lỗ, bình thường người ta ai thèm để mắt các ngươi. Càng là những hộ lớn, nhân mạch quan hệ càng rộng, người thông kinh đạt lễ biết làm việc trong nhà rất nhiều. Sao này chuyện làm ăn trên mảnh đất này không thể cứ mãi dựa vào chúng ta chém chém giết giết, còn phải dựa vào sự giúp đỡ của những người này có biết không hả? Đạo lý phối cao với thấp bị lôi xuống nước còn cần ta phải giải thích thêm sao? Xinh đẹp có thể đánh trận không, có thể thống trị vùng này hay có thể làm lương thảo không cũng chỉ có lúc này có cơ hội tốt này mới chiếm được tiện nghi này các ngươi cưới một người người ta đưa thêm nhà đầu hồi môn thành được tặng hai chuyện tốt như vậy các ngươi còn lựa chọn với lão tử các ngươi đang phải ăn phân sao một tướng giờ khóc giờ cười nói đại tướng quân ngài nói có lý đều có lý được rồi chứ nhưng những hộ lớn nhiều quy củ ngài cũng đã nói người ta chướng mắt chúng ta việc này không dễ làm phiền phức lắm Ngô công lĩnh trừng mắt, nước tràn não hay cứt đái rót vào nhiều quá. Đây là lúc nào, là thời điểm chiến tranh, bọn hắn chính là thịt cá trên thất gỗ. Ta cho chúng giả vờ nhã nhận là để các ngươi ăn cho đẹp mắt một chút, tránh ảnh hưởng lòng người, không phải để các ngươi thật sự đến đó nhã nhận nho nhã. Bọn hắn nói đạo lý, các ngươi cứ khách khí một chút, tật xấu nhiều, đau thương cùng nhân mã trên tay các ngươi dùng để làm gì, hù dọa người còn phải cần ta dạy sao. Các ngươi muốn cưới, ai dám không gả lão tử không phải ngay cả trưởng lão thiên nữ giáo cũng đã ngủ luôn rồi sao, các ngươi theo ta lâu như vậy sao lại ngô xuẩn thế. Ngô công lĩnh, ngậm cái miệng chó của ngươi lại, Huệ Thanh Bình tức giận mắng, bà quá mức nóng giận, bà ta còn đang đứng bên cạnh đấy. Lỡ lời, nói sai, ngô công lĩnh lập tức quay đầu chịu nhận lỗi, hi hi, không phải ngủ, là cưới, là cưới, phu nhân bất giận. Chư tướng ai nấy cũng nén cười, đám thiên nữ giáo phụ trách bảo vệ sắc mặt ai nấy đều cổ quái. Quá trắng trợn, Đàn đông tinh giờ khóc giờ cười lắc đầu, trong lòng đánh giá. Ông ta phát hiện tên ngô công lĩnh này đúng là khá ngay thẳng, từ trước đến giờ có gì thì nói đó, loại ngay thẳng này chắc chắn phải mau chóng đạt được mục đích. Cười cái gì mà cười, đại trưởng phu phải có được rũi được, ta cưới phu nhân giống với người cưới nữ nhân các hộ lớn, biết chưa? Ngô công lĩnh quay đầu trách các chư tướng đang nén cười, vỗ bàn hỏi tình hình nhân mã thế nào. chiêu bao nhiêu người rồi, một tướng báo đã triệu tập được trăm vạn người. Ngô Công Lĩnh trầm mặc một lát, chậm rãi nói: "Lúc khởi binh ở Thương Châu, thua thiệt đó chúng ta đã nếm phải, trăm vạn người này đều là đám ô hợp, không chịu nổi một kích, thiệt thòi như vậy không thể chịu nữa. Trước mắt là thời điểm chiến lược hiếm có, người từ trên xuống dưới đều phải sốc lại tinh thần cho ta, tân binh tới tay đều phải tranh thủ thao luyện, ta không muốn một đám ôn hợp mà là nhân mã có thể kéo ra ngoài đánh được, đây mới là vốn đặt chân trong tương lai của chúng ta." Chương 1089: Đại chiến say sưa 1 giờ là cơ hội tốt không có việc gì thì kéo bọn hắn ra ngoài giao thủ với vài đám nhân mã quân tống thực chiến luyện binh ta cảnh cáo trước nhân mã nhiều chức quan mọi người không tránh được lên cao theo có năng lực gì đem ra hết cho ta đến lúc đó ai luyện binh có thể đánh người đó sẽ thăng quan không có bản lĩnh đến lúc đó thấy người khác thăng trước đừng trách ta bất công nhân mã hàn quốc ở phía bắc và nhân mã tống quốc đang đánh nhau quyết liệt ngô công lĩnh không làm chuyện chính sự mà làm chuyện khác chọc cho bên hàn quốc nổi giận nhưng Ngô Công Lĩnh châm ngòi ly gián ba phái lớn thành công, đã tranh thủ được sự ủng hộ của thiên nữ giáo, trước mắt tu sĩ hộ pháp bên cạnh Ngô Công Lĩnh đều đã đổi thành người thiên nữ giáo, thiên nữ giáo bắt đầu có kè mặc cả chuyện phân phối lợi ích. Giờ đang lúc chiến tranh, Bách Sơn Cốc và Vô Thương Cung đều bị thiên nữ giáo kẹp lại. Ngô Công Lĩnh nhân cơ hội khuếch trương thực lực của mình, đem cái tên của thiên nữ giáo ra, nếu bên kia không đáp ứng điều kiện của mình, mình sẽ thật sự làm ra chuyện kia chứ không chịu thiệt. Ngô Công Lĩnh đã làm như vậy, ông ta không còn nhã nhặn khách khí nữa, cứ nắm lấy cơ hội làm xong chuyện trước rồi tính sau. Mặc kệ ngô công lĩnh làm gì, quân tống thực sự đang phải đối mặt với áp lực bị kim tước chỉ huy quân hàn đến xâm lược. Tình thế nguy cấp, lòng người tống kinh bàng hoàng, tống hoàng mục Trác chân ăn ngủ không yên, cảm giác nhục nhã khi khải dâng phi tử mình sủng ái nhất cho thương kiến hùng trước đây đã không còn sót lại chút gì, chỉ cần có thể vãn hồi thế cục, đừng nói một tước nhi, cho dù mười tước nhi. Mục Trác Chân cũng sẽ tặng, Tống quốc bây giờ làm gì còn tôn nghiêm gì để nói với Yến quốc, gần như phải quỳ gối cầu khẩn Yến quốc, xin Yến quốc nể tình minh hữu xuất binh hóa giải uy hiếp. Bây giờ có thể cứu Tống quốc chỉ có Yến quốc, những nước khá đều nước xa không cứu được lửa gần, chỉ có Yến quốc từ Bắc Bộ phát động tiến công với Hàn Quốc mới có thể ép Hàn Quốc hoàn toàn thu quân. Nhưng việc này thương kiến hùng căn bản không làm chủ được, có cầu xin cũng vô dụng, bên này cũng có lý do cự tuyệt. Không phải ta vứt bỏ tình nghĩa minh hữu không để ý, mà là triệu quốc bắt đầu xâm lấn yến quốc yến quốc ta phải ứng phó xâm lược của triệu quốc thật sự là hữu tâm vô lực tống quốc cũng phái người đi cầu thương triều tông cùng mông sơn minh thậm chí là cầu ba phái lớn của yến quốc cũng vẫn vô dụng quốc lực yến quốc không cách nào tác chiến song song không thể đồng thời giao chiến với hai quốc gia vất vả lắm mới rời được hướng chủ công của hàn quốc sao lại dẫn ngược trở về để tìm chết một khi hàn quốc liên thủ với triệu quốc giáp công yến quốc tìm ai cứu viện tìm tống quốc sao trước mắt uy hiếp lớn nhất là triệu quốc đối mặt với đại thế tiến công của triệu quốc việc liên quan đến sinh tử tồn vong của yến quốc yến quốc nhất định phải toàn lực ứng đối nào có tâm trạng lo chuyện sống chết của tống quốc cho nên mặc kệ tống quốc cầu khẩn thế nào dù là thương kiến hùng thương triều tông mông sơn minh hay ba phái lớn của yến quốc cũng sẽ không đồng ý may mắn là tống quốc không lâm trận đổi soái không đổi la chiếu không phải là không muốn đổi mà là hiện tại không ai muốn tiếp nhận cục diện rối rắm mà la chiếu đã làm ra xuất lĩnh nhân mã tống quốc tác chiến vẫn là la chiếu điều binh khiển tướng giao phong chính diện trên chiến trường la chiếu vẫn rất có năng lực tác chiến quân tống sau khi rút khỏi yến quốc lại bị ngô công lĩnh giày vò một hồi chỉ còn lại chừng trăm vạn người la chiếu vứt đi số lẻ vứt lại khoảng 20 vạn nhân mã quần nhau với ngô công lĩnh có thể đánh thắng ngô công lĩnh hay không không quan trọng quan trọng là chặn ngô công lĩnh dành thời gian chiến sự cho phía bắc xuất lĩnh cả trăm vạn chủ lực tống quốc khẩn cấp đi bắc cương thống ngự 200 vạn chủ lực đối kháng với 400 vạn đại quân kim tước tập kết đột kích, đánh rất sinh động, thế công của quân Hàn bị hãm chặt lại. Đây không phải kết quả kim tước mong muốn, ông ta muốn ngô công lĩnh đánh tan toàn diện nhân mã la chiếu lui từ Yến Quốc về, ông ta muốn ngô công lĩnh dẫn quân từ phía Nam phối hợp với thế công của Hàn Quốc, đây cũng là nguyên nhân ông ta lựa chọn ra tay với Tống Quốc. Nhưng lúc này ngô công lĩnh lại bỏ con giữa chợ, không phối hợp, kim tước đành lùi bước yêu cầu ngô công lĩnh làm việc khác, người không tiêu diệt được nhân mã la chiếu rút về từ Yến Quốc thì cũng phải dốc sức ngăn cản cho ta chứ. Ngăn cái dám, sau khi ngô công lĩnh làm cho Hàn Quốc và Tống Quốc đánh nhau thì rút lui, xuất lĩnh phản quân Thương Châu sống cuộc sống riêng của mình. Kim Tước lập tức lúng túng, vốn cứ tưởng rằng có thể giải quyết trăm vạn nhân mã phía Bắc của Tống Quốc dễ dàng, giờ lại thành chống cự với quân đoàn 200 vạn. Tốt thôi, việc đã đến nước này, yêu cầu của Kim Tước lại thấp hơn chút nữa, hy vọng ngô công lĩnh phát động tấn công từ phía sau. Ngô Công Lĩnh đồng ý nhưng không dốc sức mà chơi trò kéo co với Quân Tống, đánh đánh lùi lùi, nói khó đánh. Kim Tước tức giận quá mức nhưng Ngô Công Lĩnh đã được Thiên Nữ giáo ủng hộ, rõ ràng Thiên Nữ giáo ỷ trong tay nắm Ngô Công Lĩnh có tác dụng nên nhân cơ hội bắt Bách Xuyên Cốc và Vô Thượng Cung nhường lợi ích, ba phái lớn trở mặt nhau khiến Kim Tước ông ta chẳng thể làm gì. Không phải muốn lợi ích sao? Dưới sự thuyết phục của Kim Tước, Bách Xuyên Cốc và Vô Thượng Cung đã chịu nhả ra, đồng ý chia đều địa bàn Nam Châu cho Ngô Công Lĩnh. Nhưng ngô công lĩnh không chịu, giờ trong tay lão tử đang nắm địa bàn 15 châu đấy. 15 châu, gần như một nửa tống quốc, chúng ta liều sống liều chết, người trong phút chốc đã lấy đi một nửa. Thử hỏi Bách Xuyên Cốc và Vô Thượng Cung sao có thể đồng ý, không thể nuốt được thua thiệt này, cùng lắm thì đánh cả tống quốc đi. Miếng thịt lớn như vậy ngô công lĩnh đã giúp thiên nữ giáo cắn được ngoài miệng, bảo thiên nữ giáo dễ dàng từ bỏ cũng khó, hai bên cứ cãi cọ với nhau mãi. Ngô Công Lĩnh cũng đứng sau xui khiến thiên nữ giáo tiếp tục cãi, thiên nữ giáo hiểu ý ông ta, tranh thủ thời gian để ông ta biến mọi thứ thành sự thật, đến lúc đó 15 châu này tất cả đều sẽ của thiên nữ giáo. Tống Quốc cũng vui vì Ngô Công Lĩnh làm như vậy, Ngô Công Lĩnh đã không ra sức giúp Hàn Quốc, Tống Quốc cũng không bị ép bức quá, mặc dù cũng nghiến răng vì hành vi chiêu binh mãi mã trên lãnh địa Tống Quốc của Ngô Công Lĩnh nhưng hiện tại cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở. Mắt thấy Ngô Công Lĩnh làm cho sự việc bùng nổ mặc dù thủ đoạn hạ lưu nhưng hiệu suất khống chế 15 châu cực kỳ cao, thiên nữ giáo thực sự cảm nhận được khả năng nuốt cục thịt béo này, càng không chịu nhượng bộ với bách xuyên cốc và vô thượng cung. Thậm chí thiên nữ giáo cảm thấy hy sinh một huệ thanh bình lung lạc ngô công lĩnh rất có lời, ngô công lĩnh đã cho các nàng một niềm vui bất ngờ cực lớn. Huệ Thanh Bình dường như cũng không ngờ Ngô Công Lĩnh có thể đem đến lợi ích lớn đến thế cho thiên nữ giáo, sự hy sinh của mình có đáng giá hay không không nói nhưng oán khí dường như phai nhạt đi không ít, thái độ bắt đầu có xu hướng phối hợp với Ngô Công Lĩnh. Thiên nữ giáo muốn Trấn An Huệ Thanh Bình đã báo đáp cho bà ta, quyền chủ đạo bên Ngô Công Lĩnh đã được tể bích tăng trao lại cho Huệ Thanh Bình. Còn đệ tử nhất hệ của Huệ Thanh Bình tất cả đều được trọng dụng, hình như đều phải đến chỗ Ngô Công Lĩnh. Ý là một khi Ngô Công Lĩnh ngồi vững trên địa bàn này, Huệ Thanh Bình sẽ có quyền phát ngôn lớn nhất trong nội bộ thiên nữ giáo, 15 châu đấy, so với quyền phát ngôn trưởng lão mà bà ta từng làm chỉ mạnh chứ không hề yếu hơn. Đây là kết quả Huệ Thanh Bình không hề nghĩ tới, vốn cho rằng đã tuột dốc, không ngờ lại Đông Sơn tái khởi nhờ Ngô Công Lĩnh. Chương 1090, đại chiến sai xưa 2. Trừ trưởng lão của Thiên Nữ giáo biến thành Ngô phu nhân, chuyển biến thân phận có xu hướng tái khởi này lại liên quan đến Ngô Công Lĩnh, bản thân bà ta cũng không biết nói gì. Ngược lại đệ tử nhất hệ của bà ta thì vô cùng vui vẻ, dường như còn chấp nhận thân phận của Ngô Công Lĩnh hơn cả bà ta, trưởng phu của sư phụ. Ngay sau đó, Huệ Thanh Bình lại một lần nữa nhìn Ngô Công Lĩnh với con mắt khác, một kẻ bề ngoài thô lỗ gian trá lại có thể lợi dụng thế cục hiện nay mưu lợi bốn phía. Ngô Công Lĩnh âm thầm phái người của động tiên các đi về quốc và tề quốc, mua sắm lương thảo và chiến mã từ hai nước này. Nhiều nhà giàu quyên tặng như vậy, trên tay ông ta giờ không thiếu tiền, mà là có tiền cũng không mua được vật tư, ông ta hy vọng được hai nước ủng hộ. Vệ quốc và sở quốc sở dĩ trước đây phái người ủng hộ là vì trách tống quốc không nghĩ đến lợi ích chung phá vỡ thế cục, không muốn để Hàn Quốc phát triển an toàn, giờ Tống Quốc sắp phong, Ngô Công Lĩnh đang kéo chân Hàn Quốc, điều này khiến hai nước rất kinh ngạc. Mà Ngô Công Lĩnh phái người tới càng chứng minh, Ngô Công Lĩnh muốn tự lập. Khiến ý đồ khuếch trương của Hàn Quốc bất lợi là hy vọng về quốc và tế quốc muốn nhìn thấy, cũng muốn tạo ra nhiều rào cản cho Hàn Quốc. Kết quả lại để mưu đồ tích xúc được thực lực Ngô Công Lĩnh một lần nữa thành công, họ đã bán lương thảo và chiến mã cho Ngô Công Lĩnh. Quá trình này Ngô Công Lĩnh không giấu giếm Huệ Thanh Bình, mà tìm Huệ Thanh Bình thương lượng, nếu không lấy được lương thực và chiến mã thì không cách nào bàn giao được với Thiên Nữ giáo nên mong Huệ Thanh Bình nói giúp, giải thích với Thiên Nữ giáo là tất cả những gì ông ta làm là để giúp Thiên Nữ giáo thật sự có được địa bàn 15 châu này, để Thiên Nữ giáo giúp đỡ ngăn cản áp lực bên Hàn Quốc. Huệ Thanh Bình đang trầm luân trong tư vi một lần nữa nếm được quyền lực đã bị Ngô Công lĩnh kích thích. Hai người xây dựng trên cơ sở đôi bên cùng có lợi đã cột lại với nhau, gặp chuyện bắt đầu âm thầm thương lược trong lúc vô tình Huệ Thanh Bình cũng đã bị Ngô Công Lĩnh lôi xuống nước và cũng cam tâm tình nguyện bị kéo xuống nước. Tất cả những sự không cam lòng trước đây đều thành ra mồm cãi láo. Chuyện nam nữ với Ngô Công Lĩnh cũng dần không bài xích nữa, dù sao cũng đã vậy rồi, cũng đã thành vợ chồng danh chính ngôn thuận rồi. Đồng thời, Ngô Công Lĩnh cũng cảm nhận được một loại đau khổ khác. Huệ Thanh Bình biết ông ta hạng người gì, bắt đầu nhìn chằm chằm ông ta, bóp chết quan hệ không đứng đắn của ông ta và các nữ nhân khác. Bên người lúc nào cũng có đệ tử của Huệ Thanh Bình nhìn chằm chằm, ông ta muốn nếm mùi vị mới cũng không có cơ hội, một Huệ Thanh Bình sao có thể thỏa mãn khẩu vị của ông ta. Có điều hai người càng lúc càng giống là vợ chồng, Tống Quốc đang bị dày vò, trận chiến Yến Triệu cũng đang say xưa. Thương Triều Tông cùng Mông Sơn Minh ở Nam Châu một Nam một Bắc, phối hợp chiến lược chiến thuật, liên thủ tác chiến với Triệu từ hai hướng. Thương Triều Tông xuất lĩnh nhân mã liên hợp Nam Châu và Kim Châu từ Nam tiến đánh, Mông Sơn Minh xuất lĩnh liên quân Triều Đình từ Bắc tiến công. Chiến tuyến phía Nam lại có một trận đại chiến sắp đến, tuyến đầu hai bên, 50 vạn đại quân Nam Châu và một triệu nhân mã triệu quốc rằng co. Bên Nam Châu gõ chống trận trước, thương triều tông người khoác chiến giáp chở mình lên ngựa, bên cạnh là phượng nhược Nam cũng khoác chiến giáp chở mình lên ngựa. Giết, thương triều tông vung vẩy trả mã đao gào thét, dẫn đầu sông ra ngoài, phượng nhược Nam phóng ngựa nâng thương đi theo ở phía sau. Hai vợ chồng dẫn một lộ kỵ binh tấn công về phía trước, đại quân phía sau lao theo sau. Xảy ra chuyện gì vậy? Hoàng Liệt có việc đi ra sau vừa quay trở lại thấy thế kinh hãi, kinh ngạc hét lên với Thương Thục Thanh cũng đang mặc chiến giáp, Vương Gia và Vương Phi sao lại xông pha chiến đấu rồi. Thân là chủ soái chẳng lẽ không biết chức trách của mình sao? Quả thực là hồ nháo, vì sao quận chúa không ngăn lại? Thương Thục Thanh răng ngà cắn môi, chạy đi, đuổi kịp một chiến xa bò lên, đẩy binh sĩ đang đánh chống trận, đoạt rùi chống, nhìn phương hướng tấn công của đại quân vung tay ra sức nổi chống trợ uy. Mau đi theo ta, hoàng liệt sốt ruột dẫm chân phất tay gọi tu sĩ đại thiện sơn tùy hành mau chóng đuổi theo về phía thương triều tông sau khi bên Triều quốc hơi ngăn cản tiểu đội nhân mã tuyến đầu tin tức thương triều tông và phượng nhược nam tự mình xuất quân tấn công truyền về triệu hưng diên thống soái chiến tuyến phía nam của triệu quốc vui mừng đối mặt với cục diện này trời cũng giúp ta bắt giặc phải bắt tướng trước bắt được thương triều tông nhân mã nam châu thất bại để bắt được thương triều tông trong một hành động Bên này nhanh chóng tập trung một lượng tu sĩ tấn công về phía thương triều tông, hai bên va chạm với nhau. Trong tiếng chém giết rung trời, người thương triều tông ngã lăn khỏi ngựa, chiến mã bị tu sĩ quân địch đánh trúng ngã lăn. Thương triều tông lộn người đứng dậy, vung trảm mã đao lao đến chém giết quân địch, đao quang vùn vụt, từng đạo máu tươi vung vẩy, phượng nhược nam phóng ngựa vung thương tới giải vây. Một lượng tu sĩ lớn của triệu quốc tụ tập vây công bên này, tu sĩ yến quốc bên kia liều mạng hộ vệ cứu giúp, tu sĩ kiếm khí như hồng, người ào ào ngã xuống như cỏ rác, huyết nhục văng tung tóe. Thời khắc mấu chốt, nhân mã phía sau của Nam Châu nhờ một lượng lớn nhân mã tấn công phía trước che giấu đã xoay người nhảy lên chiến mã, hóa thành hai dòng lũ, sơ cao chiến kỳ bay phần phật, dẫn suốt hai đội nhân mã từ hai cánh của chiến trường ào ào đánh đến. Bên trái là một lộ nhân mã mặc chiến bảo xanh, bên phải là một lộ nhân mã mặc chiến bảo xám cho. Anh Dương, anh Dương, anh Dương, kỵ binh cánh trái cao giọng hô to không ngừng, Hùng mãnh phóng tới cánh trái quân địch. Vũ liệt, vũ liệt, vũ liệt, kỵ binh cánh phải cũng cao giọng hô to liên tục, theo chiến kỳ phía trước chỉ dẫn ngang nhiên phóng tới cánh phải quân địch. Anh Dương, vũ liệt vệ, thống tướng triệu hưng diên của quân triệu đứng trên chiến xa cao cao nhìn ra xa sợ hãi, cuối cùng đã ý thức được mưu đồ của thương triều tông. Thương Triều Tông đã lấy thân làm mồi dụ một lượng lớn tu sĩ bên này tập trung sang đó, ông ta lập tức hét lớn, không hay rồi. Không sai, Thương Triều Tông lấy thân phận thống soái một quân sông pha chiến đấu, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm chính là để hấp dẫn một lượng lớn tu sĩ quân địch đến bắt y, để tạo thế công thuận lợi cho Anh Dương, Vũ Liệt vệ. Lúc Triều Hưng Diên kịp phản ứng thì đã chậm, nhân mã phía sau đã hoàn toàn hỗn loạn. Thương Triều Tông đi chiêu hiểm này cũng không định để ông ta có thời gian phản ứng. Anh Dương, Vũ Liệt vệ đánh vào từ hai cánh trái phải của quân Triệu, tình thế tấn công sắc bén như dao cắt đậu hũ, xông vào trận danh của quân địch như làn sóng phủ tới có vài tu sĩ nhanh chóng lui về định vãn hồi loạn cục thương triều tông bố trí sẵn tu sĩ không phải chỉ để trang trí mà để dây dưa ngăn cản cho dù có đuổi được trở về thì trận đánh cũng khó có được hiệu quả anh dương vũ liệt vệ mạnh mẽ đánh tới cùng hòa lẫn với quân triệu tu sĩ bên này khó mà buông tay buông chân công kích huống hồ còn có tu sĩ hiến quốc dây dưa anh dương vũ liệt vệ đánh vào nội bộ quân địch chiến kỳ ngã xuống chỉ dẫn phương hướng tấn công biến mất trong loạn quân tiếng hô anh dương và vũ liệt một lần nữa hô to mọi người căn cứ phương hướng của tiếng hô hội tụ thành hướng tấn công, mặc kệ gặp trở ngại gì, thế công không loạn, cứ lặp đi lặp lại trùng sát qua lại. Chính diện của quân triệu lại gặp tấn công toàn diện của quân Yến, thế trận của cả quân triệu nhanh chóng sụp đổ. Giao chiến nhân mã quy mô lớn như vậy, chỉ cần loạn ắt sẽ bại, một khi bại thì binh bại như núi đổ, thế bại không cách nào ngăn chặn được. Trường 1091, công thủ đổi chỗ. Đã mất đi năng lực tổ chức phản kích hữu hiệu chỉ còn kêu la rối loạn, giọng hàng lớn thì càng khó thu được cả loạn quân. Quân triệu bắt đầu có hiện tượng bỏ chạy tán loạn diện tích lớn, kiểu trốn chạy này có phản ứng dây chuyền, hoàn toàn xong đời rồi. Tu sĩ hai bên vẫn chiến đấu oanh liệt, bọn hắn có đánh thế nào cũng vô dụng, đại quân sẽ không dừng lại vì bọn hắn, quân yến thừa cơ truy sát. Hai đùi không chạy lại bốn chân, quân yến với anh Dương, vũ liệt vệ cầm đầu, một lượng kỵ binh lớn truy kích rào sát, quát ngang chiến trường đang chạy trốn hỗn loạn, nhân cơ hội khuếch trương thế bại của đại quân triệu, không cho quân triệu có cơ hội tập kết lại. Kỵ binh đuổi theo là một cỗ đao quang chặt cho máu bắn tung tóe, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Từng nhóm quân triệu kéo nhau bỏ trốn khoảng chừng trên vạn người thấy kỵ binh đuổi theo đằng sau, biết không chạy nổi liền nhanh chóng đoàn kết chống cự, trường mâu cắm trên đất, đầu mâu liên tục nghênh chiến vọt về phía kỵ binh. Anh Dương, Vũ Liệt vệ vọt tới, thống lĩnh dẫn đội ra hiệu, ngàn kỵ binh chia nhau ra, phần lớn vòng một vòng qua đám người này, tiếp tục đuổi theo đám quân địch bỏ trốn phía trước, không cho quân địch có cơ hội tập kết lần nữa. Ngàn kỵ binh lính đội dơ đao lên ra hiệu, kỵ binh thu đao, nhanh chóng lấy cung nỏ treo trên lưng ngựa. Đối với anh Dương, vũ liệt vệ mà nói, đao tiến trên lưng ngựa buộc phải sử dụng thành thạo. Lúc đội ngũ này xông qua như một cơn gió, dây cung dương lên, những tiếng tên dày đặc vang lên, mũi tên sượt qua đội ngũ kỵ binh bắn vút vút vào trong, tạo ra những tiếng kêu thảm thiết của quân tiểu. Ngàn kỵ binh bắn tên vài lần đột nhiên thu cung tiến lại, đi dọc theo điểm yếu ớt chém giết vào trong, đao quang với máu gào thét. Nhóm người kết trận chống cự lập tức sụp đổ, ngàn kỵ binh giết xuyên qua không lưu lại một ai rồi lại xông về phía xa tiếp tục đuổi giết, quần yến từ phía sau lao đến lại dẫm lên những đám người đã ngã xuống. Một tướng và nhân mã dưới trướng bỏ chạy, thấy phía trước có một đội nhân mã anh dương, vũ liệt vệ lao tới. Giết, thấy không thể trốn đi đâu được liền cất giọng bi tráng, vung trường thương vào tới. Đại đội nhân mã anh dương, vũ liệt vệ cũng không hề sợ gã, chỉ có một nhóm người kỵ binh lao tới. Đối mặt với tấn công trong nháy mắt, tướng kia vung thương đâm đến, đứng mũi chịu xào đỡ một đao của lính anh dương, vũ liệt vệ, những đồng đội phía sau đột nhiên cúi người trên lưng ngựa, tránh được trường thương sượt qua đỉnh đầu, vung đao chém về phía đùi ngựa của tướng tòa kỵ kia. Chiến mã hí lên rồi lật người, cơ thể bị ném đi, bị mấy thân hình từ phía sau lao đến vẽ ra vài đao quang liên tục làm bắn ra hoa máu, ầm một tiếng ngã trên mặt đất co quắp, miệng mũi chảy máu. Mười kỵ binh đi xa, bộ binh phía sau lao tới, có người tay giơ đao chém xuống. Mở rộng truy sát trên chiến trường, không biết bao nhiêu người không biết bao nhiêu người ngã trong vũng máu nghẹn ngào, bộ binh từ phía sau vào tới trường mâu trường thương bổ đâm, không hề có chuyện nương tay, trên chiến trường không thể có bất kỳ sự dịu dàng nào. Trăm vạn đại quân, xong rồi. Triệu Hưng Diên đứng trên chiến xa chỉ huy nhìn rối loạn xung quanh, sững người. Không để ý đến những tu sĩ đánh đấm oanh liệt xung quanh, Triệu Hưng Diên ngơ ngác chậm rãi rút kiếm, Lúc này không có bất kỳ suy nghĩ gì khác, chỉ cầu chết trong vô thức, tuyệt vọng. Thời khắc mấu chốt bị một tu sĩ kéo cánh tay lại, đại tướng quân, bại rồi, đi. Đại quân bại, chỉ còn lại họ ở đây dây dưa liều chết với tu sĩ Yến Quốc cũng chẳng có ý nghĩa gì, cũng không thể để quân chiệu bỏ chạy trên diện rộng rồi bị giết sạch như vậy. A, à, Triệu Hưng Diên lấy lại tinh thần đột nhiên gào khóc, "Đi!" một tu sĩ hét lớn, hai người liên thủ kéo Triệu Hưng Diên bay lượn rời đi. Một nhóm tu sĩ Triệu Quốc lớn bay tới bay lui vừa đánh vừa lui, yểm hộ Triệu Hưng Diên rút lui, đợi Triệu Hưng Diên rời đi xa mới buông tay buông chân bay lượn thoát khỏi chiến trường. Thương Triều Tông máu nhuộm chiến bào thở hổn hển, chống đao nhìn quanh chiến trường, trên mặt lộ nụ cười, thắng rồi. Y mạo hiểm dụ địch, cuối cùng đã thắng, trong lòng vui mừng đến mức độ nào có thể tưởng tượng ra được. Trên mặt đầy những vết máu bắn lên khiến nụ cười của y lộ ra sự dữ tợn. Phượng Nhược Nam máu me khắp người nhảy xuống chiến mã, má, cũng máu me đầy mặt, một tay nhấc thương, một tay lau máu tươi sền sệt trên mặt, nháy mắt gọi, vương ra. Chàng bị thương rồi, ánh mắt nhìn chầm chầm về phía vị trí cánh tay của chiến giáp bị võ nát. Mấy tu sĩ đưa lưng đi về phía hai người, cảnh giác bốn phía. Trên không chung, Hoàng Liệt liên thủ với một người chém giết một tu sĩ triệu quốc lách mình đáp xuống, nhìn quanh chiến trường một chút, đương nhiên nhận ra đã đánh thắng nên cũng rất vui mừng. Có điều sau khi nhìn thấy thương triều tông, khuôn mặt Hoàng Liệt trầm xuống, rút kiếm bước nhanh đi tới, trầm giọng nói, vương ra, thân là chủ soái là để ngươi chỉ huy đại quân tác chiến, không phải để ngươi xông pha chiến đấu, mấy chuyện này tốt nhất đừng có thêm lần thứ hai. Thực sự quá nguy hiểm, tình huống trước đó dọa ông ta sợ hãi. Thương triều tông chủ soái này mà xảy ra chuyện, binh bại như núi đổ chỉ sợ cũng không phải quân triệu mà là quân triệu thừa cơ truy sát, một khi thế lực Nam Châu sụp đổ cũng sẽ rất ảnh hưởng đến Đại Thiện Sơn trước đó khi ông ta đuổi theo đã tận mắt nhìn thấy thương triều tông bị chém cho người và ngựa ngã trong loạn quân thử hỏi sao ông ta không sợ cho được một cỗ chiến xa dừng lại thương thục thanh nhảy xuống nhìn thấy ca ca và tổ tử máu me khắp người cảm xúc khó bình tĩnh nhất thời không nói nên lời những căng thẳng sợ hãi trước đó của nàng ta đều hóa thành sức mạnh liều mạng nổi chống trợ uy giờ hai tay đang run rẩy vì dùng sức quá độ phía sau mấy tu sĩ che chở lam như đình phóng ngựa chạy tới Lam như đình nhảy xuống chiến mã hai chân như nhũn ra, lảo đảo một cái suýt chút nữa không đứng vững. Sau khi biết quyết định của Thương Triều Tông, tận mắt nhìn thấy Thương Triều Tông xông pha chiến đấu, gã thật sự bị dọa đến mức hai chân như nhũn ra, lúc này vẫn tê cả ra đầu, vẫn là câu nói kia, quá nguy hiểm. Vương ra bị thương, mau, chú ý thấy thương thế trên cánh tay Thương Triều Tông, làm như đình kêu lên, tranh thủ gọi tu sĩ cấp cứu. Thắng, chiến tuyến mặt bắc vừa nhận được chiến báo cung lâm sách liền sửng sờ ngừng đầu, nhìn về phía mông sơn minh, đột nhiên xuất hiện đại thắng làm ông cảm thấy hơi khí tin. Mông sơn minh mặt không biểu cảm khẽ vuốt cằm, vương gia sẽ không báo dối tình hình trận chiến đâu, không sai được. Tuyến công thủ của triệu quốc đã bị vương gia công phá, bàng đằng đối diện sẽ không thể không xuất ra một lượng binh lực lớn đi ngăn chặt, nếu không nội bộ triệu quốc sẽ đứng trước nguy cơ bị đại quân của vương gia tiến quân thần tốc, hậu quả này bàng đằng không thể đảm đương nổi, triều đình triệu quốc cũng không đảm đương nổi. Rút dây động dừng lực lượng phòng thủ đối diện vừa buông lỏng sẽ đến phiên chúng ta toàn diện phản công. Mặc dù Thương Triều Tông mới là chủ soái của Yến Quốc lần này, nhưng Mông Sơn Minh mới là người chính diện đối đầu chủ lực triệu quốc bàng đằng xuất lĩnh, ở mức độ nào đó mà nói, dĩ nhiên bàng đằng coi Mông Sơn Minh là uy hiếp lớn nhất, trong mắt ông ta Thương Triều Tông chỉ là uy hiếp thứ yếu. Tốt, lấy ít địch nhiều, chỉ tác ra 50 vạn nhân mã mà đã một lần đánh tan trăm vạn tinh nhuệ triệu quốc, hơn nữa còn cứng đối cứng, dung thân vương đánh đẹp lắm. Cung Lâm sách vui vẻ khen, muốn không vui cũng không được. Cố sức mạnh yến quốc ở Nam Châu này sắp do ông ta nắm rồi, có thể giữ được dĩ nhiên phải vui mừng. Mông Sơn Minh thì không vui nổi, cùng một chuyện, thương Triều tông thủ thắng nhưng phải dùng hiểm chiêu, nghe nói còn bị thương, ông cũng rất lo, thậm chí còn cảm thấy tức giận vì thương Triều tông nôn nóng lỗ mãng muốn một trận đã thành công. Chương 1092, Ngọc Phi 1. Thế nhưng lại không thể không thừa nhận trận này của Thương Triều Tông đã phát huy tác dụng mang tính chất quyết định trong trạng thái ác chiến của hai nước. Thắng lợi của trận này khiến phòng tuyến công thủ của Triệu Quốc bị xuyên thủng, phòng tuyến Triệu Quốc xuất hiện một lỗ hổng lớn, thế công của Triệu Quốc trong phút chốc biến thành thế thủ, đây là chuyển biến to lớn trong trạng thái của địch và ta. Đại Đô Đốc, mà tướng tội đáng chết vạn lần, trong chướng chỉ huy của Đại Đô Đốc Triệu Quốc, Triệu Hưng Diên chạy tới, mũ giáp gỡ xuống, người mang chiến giáp quỳ sụp xuống như núi đổ, dập đầu trên mặt đất không dậy được, khóc ô ô. Tướng lĩnh đứng thẳng hai bên, sắc mặt ai nấy tương đối khó coi, đều hiểu rõ ý nghĩa trong thất bại lần này của Triệu Hưng Diên, bản thân Triệu Hưng Diên sao lại không biết. Trăm vạn tinh nhuệ cứ mất như vậy, tàn binh bại tướng còn sót lại mấy vạn người, tổn thất nặng nề. Ngươi, bàng đang tức giận tới mức run rẩy, chỉ vào ông ta một lúc mới đau đớn nói, ta trọng dụng ngươi như vậy, vậy mà ngươi khinh địch, trăm vạn nhân mã bị tiêu diệt trong nháy mắt, hại người hại mình, hại đại triệu ta, không giết ngươi thì làm sao bàn giao với tướng sĩ toàn quân, với người trên dưới triệu quốc. Người đâu, kéo ra ngoài, chém, lập tức binh lính hành hình như lang như hổ xông vào kéo triệu hưng diên đang quỷ dưới đấy đi. Chậm đã, một tướng đứng ra, lên tiếng xin sỏ, đại đô đốc, hai nước giao chiến chính là lúc cần dùng người, lâm trận chảm tướng không ổn, mong rằng đại đô đốc đau hạ lưu người, để triệu hưng diên lấy công chuộc tội, lấy. Chém, bàng đăng tức giận cắt ngang, ném lệnh tiến trên bàn ra ngoài. Quân lệnh như núi, chư tướng sắc mặt đau thương, trơ mắt nhìn Triệu Hưng Diên bị kéo ra ngoài hành hình. Triệu Hưng Diên bị kéo ra lệ rơi đầy mặt, không rên một tiếng, bản thân cũng không còn mặt mũi nào cầu tình cho mình. Không lâu sau, đầu đẫm máu của Triệu Hưng Diên được người ta đặt lên khay đưa vào trong để giao mệnh. Các tu sĩ đứng ngoài quan sát thầm thổn thức không thôi, bình thường, những người cấp bậc đại tướng không phải ai muốn giết là giết, trên chiến trường tàn khốc lại một đao kết thúc, giết người không do dự. Đặc biệt là các tu sĩ đã cứu Triệu Hưng Diên trở về vất vả lắm mới cứu được, kết quả thì phát hiện lại đưa triệu hưng diên về để chết dưới miệng đao. Bằng đằng phất tay ra hiệu đem đầu xuống rồi lại cùng chư tướng thương nghị điều động lại binh lực, không còn cách nào khác, đại quân của thương triều tông đang tiến thẳng vào nội địa triệu quốc, nếu không ngăn lại, nội bộ triệu quốc sẽ đại loạn. Một trận đại thắng, nhận được tin tức nghiêu hữu đạo thở phào một hơi, hắn chỉ từ kết quả đã có thể nhìn thấy công thủ đổi chỗ, chiến sự bắt đầu trở thành thuận lợi cho bên này, cũng biết thương triều tông mạo hiểm thủ thắng chứ không biết giao chiến thảm liệt chừng nào. Nói chính xác, hắn đã đọc không ít sách sử có thể tưởng tượng ra chiến tranh sẽ tàn khốc nhường nào nên không muốn tận mắt đi xem sự thảm liệt đó, cố gắng né tránh sự thảm liệt. Với hắn mà nói, khốc liệt đến mức nào cũng không quan trọng, quan trọng là kết quả. Kết quả là, hắn phí hết tâm huyết nâng đỡ đám người bùn nhão không dính được với nhau không chát lên tường được thương triều tông, giờ bản thân họ cũng không chịu thua kém ai, không khiến hắn phải thất vọng. Ở mức độ nào đó, hắn không khác gì những tu sĩ khác. Cùng với sự thúc đẩy của đám mông Sơn Minh, như hữu đạo đã về tới Nam Châu, có điều cũng không trở về Mao Lư Sơn Trang. Đạo gia, Ngọc Thương muốn gặp người, viên cương đi vào, đưa một bước mật tín, gặp ta, như hữu đạo hồ nghi, nhận mật tín xem thử, vị Ngọc Thương tiên sinh kia thật sự muốn gặp hắn, nói là có chuyện quan trọng cần gặp mặt hắn nói chuyện. Còn nhất định phải gặp mặt nói chuyện, như hữu đạo suy nghĩ một lúc, không biết lúc này Ngọc Thương muốn gặp hắn là có ý gì, hắn bây giờ không muốn dễ dàng xuất hiện trước mặt người có thể uy hiếp hắn, Ngọc Thương chắc chắn là một trong số đó. Từ sau khi tô chiếu giả kia xuất hiện, hắn liền đề cao cảnh giác với hiểu nguyệt các. Nguyên nhân rất đơn giản, người hiểu rõ quan hệ của ả viên cương và tô chiếu, ngoài hắn chỉ có hiểu nguyệt các. Viên cương đột nhiên đụng phải tô chiếu giá, hắn muốn không nghi ngờ cũng khó. Bảo bọn họ phá hỏng chuyện của triệu quốc, chỉ hoãn mãi không có động tính, nếu không muốn giúp đỡ, còn gặp cái gì. Cứ nói chiến sự khẩn cấp, không rảnh, không gặp. Nghiêu hữu đạo từ chối không chút khách khí, tiên sinh lần này đi có nắm chắc không? Giả vô quần định đi, trong phủ thừa tướng, tử bình hưu đi tiến giữ tay giả vô quần lại, trong mắt tràn đầy lo lắng. Tình cảnh tống quốc đang khó khăn, chỉ cần một bất chắc cũng có thể khiến vong quốc. Lần trước mặt dù la chiếu chiến sự thất bại, nhưng đối mặt với thất bại về mặt chiến lược lớn với mông Sơn Minh, không thể không thừa nhận năng lực chiến trường của La Chiếu vẫn rất mạnh, có thể nói rằng nói cho cùng vẫn phải xem đối thủ mà gã ta đối mặt là ai la chiếu đúng là người có thể đánh đáng tiếc đối thủ không phải người bình thường là đại tư mã kim tước hàn quốc la chiếu muốn dựa vào thế yếu lật ngược tình thế cho tống quốc trên chiến trường rất